Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 124. A, người biết ta. Bạch bào thanh niên đi tới gần, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn, cũng không nhận ra Tiêu Phàm đến, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử, đã ngươi nghe qua thần tử đại danh, còn không đem Bách Sát Đế lệnh giao ra đến. Trong đó một cái hắc bào nhân lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Có lẽ thần tử xem ở cố nhân phân thượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Một cái khác hắc bào nhân cũng tà tà cười nói, liếm liếm bờ môi, lộ ra khát máu. Thần vô tâm, chó của ngươi vẫn là như thế phách lối. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem bạch bào nam tử, về phần những người khác, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không mắt nhìn thẳng một cái. Không sai. Bạch bào thanh niên chính là chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục Tu La Sơn thần tử thần vô tâm. Năm đó tranh đoạt Tu La truyền thừa thất bại, thần vô tâm muốn diệt sát Tiêu Phàm, có thể cuối cùng bảo hộ hắn thiên thần cảnh tu sĩ, hoàn toàn bị Tiêu Phàm nghịch loạn đồng chém giết, mà thần vô tâm cũng bị trong đó cái kia mạnh nhất thiên thần cảnh cường giả thông qua truyền tống thông đạo đưa ra chiến hồn đại lục. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến, dĩ nhiên còn có cơ hội gặp lại hắn. Hơn nữa bây giờ thần vô tâm trên người phát ra khí tức, liền hắn đều nhìn không thấu mảy may. Nghĩ đến những năm này thần vô tâm cũng không phải dậm chân tại chỗ, bất quá cái này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm tò mò. Những người này xưng hô thần vô tâm vì thần tử, nghĩ đến thần vô tâm địa vị hẳn là không thấp, hắn sau lưng bối cảnh cũng rất lớn, vậy hắn lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chiến hồn đại lục đây? Vì thần vương truyền thừa, nếu như là trước kia, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm là tuyệt đối không tin. Thần vô tâm phía sau thế nhưng là Tu La đế tộc, vô cùng có khả năng nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả, lại làm sao có thể ngấp nghé thần vương truyền thừa đây. Nhìn đến, hay là ta xem thường chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Cho tới nay, hắn đều tưởng rằng chiến hồn đại lục chỉ là một cái phổ thông tiểu thế giới mà thôi, nhưng bây giờ nhìn đến, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Nhìn đến, thì Vũ lựa chọn phong ấn chiến hồn đại lục là đúng, chờ ta đột phá thần vương cảnh, lại nghĩ biện pháp tiếp nàng trở về. Nghĩ đến Diệp Thi Vũ thời điểm, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ngọt ngào tiếu dung. Nhưng mà, cái này tiếu dung ở thần vô tâm đám người nhìn đến, lại là coi là Tiêu Phàm đang chế giễu bọn họ. Làm càn, không đợi thần vô tâm mở miệng, hắn một cái hạ nhân thuộc liền gầm thét một tiếng, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Dừng tay, thần vô tâm quát khẽ một tiếng, vội vàng ngừng hắn thủ hạ, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi là ai? Ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết rõ, ngươi ngăn không được ta liền đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, căn bản không đem thần vô tâm để vào mắt. Đã từng bại tướng dưới tay, Tiêu Phàm sớm đã không đem hắn làm đối thủ, nếu như bức bách hắn, hắn không ngại đem thần vô tâm lưu ở nơi này. Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Thần tử muốn giết ngươi, chỉ bất quá cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thần tử, thuộc hạ chờ lệnh, giết cái này tiểu tử. Thuộc hạ mời thần tử đồng ý, lấy bọn họ đầu lâu. Thần vô tâm thuộc hạ nhịn không được, ở bọn hắn trong lòng, thần vô tâm thế nhưng là vô địch tồn tại, nhưng bây giờ lại bị một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tiểu tử xem thường. Công tử, Lôi Viên chờ lệnh, Lôi Viên vương cầm trong tay một cây huyết sắc thiết côn. Lạnh lùng nhìn xem Tu La tộc đám người. Tiêu Phàm mỉm cười, cái này Lôi Viên vương ngược lại là không ngu ngốc, lại còn sẽ cho mình bắt mặt mũi. Sư đệ, những người này giao cho ta đi. Lúc này, Huyết Vô Tuyệt cũng đột nhiên đứng dậy, trong mắt chán phóng lãnh quang, hắn nhiều năm chưa từng xuất thủ, đã có chút lạnh nhạt. Lão Lôi, thay ta sư huynh lược trận. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, chỉ thần vô tâm nói, về phần hắn, ta tự mình tiến tới động thủ. Hắn cũng muốn nhìn xem, những năm này thần vô tâm trưởng thành đến cái tình trạng gì, có lẽ tương lai có một ngày, hắn còn muốn đi Tu La tộc vị trí cương vực một chuyến đây, hiện tại thử xem thần vô tâm thủ đoạn cũng không tệ. Tự tìm cái chết tiểu tử, Tu La tộc đám người hầm hầm giận dữ, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Lần này, thần vô tâm không có ngăn cản, hiển nhiên hắn cũng động sát tâm. Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy, dưới chân đạp mạnh. Cả người trùng thiên mà lên, làm tới gần trong đó một cái Tu La tộc lúc, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chuôi nhỏ bé huyết kiếm. Phốc phốc một tiếng,
huyết kiếm trực tiếp đâm vào Tu La tộc tu sĩ thể nội, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật sự là huyết vô tuyệt tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều không kịp phản ứng, dù là Bạch Ma cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm sư huynh, dĩ nhiên như thế cường đại. Thần vô tâm, có vẻ như chó của ngươi không được tốt lắm. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, huyết vô tuyệt thực lực cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vậy cũng chưa hẳn, thần vô tâm thần sắc đạm mạc, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện lên một vòng cười lạnh. Oanh, cũng liền ở lúc này, chỉ thấy bị huyết vô tuyệt một kiếm xuyên thủng Tu La tộc tu sĩ, đột nhiên một chưởng đánh về phía huyết vô tuyệt thân thể bỗng nhiên ở hư không nổ tung. Không biết lượng sức, cái kia Tu La tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ha ha, thật không biết tiểu tử này từ đâu tới dũng khí, hắn sư huynh đều chỉ có dạng này thực lực, hắn vậy mà còn dám kêu gào thần tử, thực sự là tự chịu diệt vong. Không sai, giết bọn hắn, căn bản không cần thần tử tự mình động thủ, chúng ta đều dư xài. Mấy người khác cũng thuận tiện làm thịt a, đừng ô uế thần tử tay. Cái khác mấy cái Tu La tộc cũng không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Giết chết huyết vô tuyệt so bọn họ tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Giết không chết, Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 6 cái Tu La tộc tu sĩ, hắn minh lang nhìn thấy huyết vô tuyệt đâm trúng người kia, nếu như là người bình thường, hẳn là chết mới đúng, có thể cái kia Tu La tộc tu sĩ lại thí sự đều không có. Tiểu tử, mặc dù ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng ta chỉ nói một lần chót, đem Bách Sát Đế lệnh giao ra đến, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thần vô tâm một mặt ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Phàm, liền tựa như đang quan sát một cái run rế. Thiên hạ đệ thập bất tử thần thông, Bạch Ma đột nhiên mở miệng, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia Tu La tộc tu sĩ. Bất tử thần thông, Tiêu Phàm ngạc nhiên, lần trước gặp qua Tử Vân Phong đệ bát thần thông đồng hóa, hắn liền cố ý hiểu qua thiên hạ thần thông bảng xếp hạng, bảng thượng thần thông chỉ có chút ít mười mấy loại, nhưng có thể đứng hàng bảng xếp hạng thần thông đều không đơn giản. Bất tử thần thông, tên như ý nghĩa, liền là bất tử, người bình thường cơ bản giết không chết hắn. Nếu như những cái này thần thông tu luyện tới cực hạn, dù là pháp tắc chi lực cũng chưa hẳn có thể làm gì được. Bởi vậy, có một loại thuyết pháp, có thể lĩnh ngộ trên bảng xếp hạng thần thông người, đồng giai hiếm có người địch. Giết hắn cho ta, thần vô tâm nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp hạ lệnh xuất thủ. Tiểu tử. Hiện tại tới phiên ngươi, mấy cái kia Tu La tộc tu sĩ cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Giết các ngươi, ta liền đủ. Lúc này, lại một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy vừa mới bị huyết vô tuyệt một kiếm đâm thủng Tu La tộc tu sĩ đột nhiên bị một đạo kiếm quang xé rách mà ra. Cùng lúc đó, hư không bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh, chính là vừa mới bị một trưởng oanh bạo huyết vô tuyệt. Huyết vô tuyệt thần sắc đạm mạc vô cùng. Thần sắc cùng vừa rồi không có bất luận cái gì biến hóa, tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Làm sao sẽ, hắn không phải đã chết rồi sao? Cái khác Tu La tộc tu sĩ kinh hãi nói. Chỉ có Tiêu Phàm lơ đễnh, trên người hắn nắm giữ huyết vô tuyệt mệnh bài, chỉ cần mệnh bài chưa nát, liền có thể chứng minh huyết vô tuyệt không chết, tuy nhiên hắn cũng không biết huyết vô tuyệt là như thế nào sống sót. Thoại âm rơi xuống. Hắn ánh mắt lại là rơi vào bị huyết vô tuyệt giết chết cái kia Tu La tộc tu sĩ, chỉ thấy cái kia bị chém ra nhục thân, vậy mà ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Bất tử thần thông, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, người bị một kiếm chém thành hai đoạn, dĩ nhiên còn không chết. Bất tử thần thông sao? Huyết vô tuyệt hừ lạnh một tiếng, nâng lên trong tay huyết kiếm lần nữa một kiếm chạm ra. Dừng tay, Tu La tộc nhân nhìn thấy huyết vô tuyệt chuẩn bị lần nữa động thủ. Nhao nhao gầm thét, điên cuồng nhào về phía huyết vô tuyệt. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là quá khinh thường huyết vô tuyệt thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết vô tuyệt một kiếm chém xuống, vô số kiếm khí đem cái kia Tu La tộc tu sĩ thi thể xé rách vỡ nát, hư không chỉ còn lại một đám mưa máu. Huyết vô tuyệt cũng không có dừng tay, giết chết cái kia Tu La tộc người sau, lần nữa nhào về phía những người khác, xuất thủ nhanh mà hung mãnh, tuyệt quả quyết dứt khoát, đây là một cái sát thủ phong cách. Bất quá, còn lại ngũ đại Tu La tộc cường giả cũng không hổ là cổ thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa mỗi một cái đều kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng không có cho huyết vô tuyệt đơn đả độc đấu cơ hội. 6 đại cường giả, bỗng nhiên chiến đấu chiến cùng một chỗ, tràng diện kịch liệt vô cùng, sơn phong rung động,
cự thạch lăn xuống. Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, hắn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đoàn kia xương máu, tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, đoàn kia xương máu rốt cuộc lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Vậy mà không chết, Tiêu Phàm yên lặng, cái này không tử thần thông cũng quá biến thái a, nhục thân bị quấy đến vỡ nát, dĩ nhiên còn sống. Công tử, Lôi Viên Vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này biến thái thần thông, không khỏi thay Huyết Vô Tuyệt lo lắng. Những người này căn bản giết không chết, như thế chiến xuống dưới, Huyết Vô Tuyệt khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Yên tâm, sư huynh tự có chừng mực, Tiêu Phàm thản nhiên nói, một chút cũng không quan tâm Huyết Vô Tuyệt an nguy. Lôi Viên Vương tự nhiên cũng liền không thể làm gì, bất quá hắn nháy mắt nhớ tới cái gì, có vẻ như vừa mới Huyết Vô Tuyệt cũng là bị đánh thành xương máu a, cuối cùng không phải cũng là sống lại. Chẳng lẽ Huyết Vô Tuyệt cũng có bất tử thần thông? Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia kết quả là người nào cũng giết không chết người nào. Tiểu tử, người chọc giận ta. Một tiếng gầm thét vang lên, chỉ thấy bị Huyết Vô Tuyệt chém giết cái kia Tu La tộc tu sĩ lần nữa khôi phục thân thể, chỉ là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hiển nhiên, hắn mặc dù nắm giữ bất tử thần thông, có thể cái này thần thông cũng không phải vô địch, chỉ ít tiêu hao hắn đại lượng thần lực. Thoại âm rơi xuống, cái kia tu sĩ lần nữa nhào về phía Huyết Vô Tuyệt, thế tất yếu làm bản thân vừa mới bị chúng hai kiếm báo thù. Tiểu Bạch, cái này không tử thần thông, chẳng lẽ thật giết không chết sao? Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh Bạch Ma, truyền âm nói. Bất tử thần thông xác thực rất mạnh, nhưng là không phải vô địch, chỉ cần hủy mệnh cách, tự nhiên là có thể giết chết. Bạch Ma tốt xấu đã từng cũng là đại đế cấp bậc cường giả, kiến thức cùng nhãn lực tự nhiên không phải hắn có thể bằng được. Mệnh cách, Tiêu Phàm nghi hoặc, lại hỏi, vừa mới sư huynh một kiếm kia, không phải hủy mạng hắn nghiên cứu sao? Liền thi thể đều hóa thành xương máu, mệnh cách làm sao còn hoàn hảo không chút tổn hại đây, dựa theo Bạch Ma nói, cái kia Tu La tộc tu sĩ cũng hẳn là chết mới đúng a. Bọn họ mệnh cách không ở nơi này, Bạch Ma thần sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, cái này rõ ràng không phải giới này, tại sao bọn họ có thể sử dụng? Nói tiếng người, Tiêu Phàm tức giận nói. Ngươi còn nhớ rõ mệnh thạch a? Mệnh thạch kỳ thật liền là một loại đặc thù mệnh cách, chỉ cần loại này mệnh cách thoát ly nhân thể mà thôi, có thể đặt ở bất luận cái gì địa phương. Chỉ cần mệnh thạch không hủy, người liền bất tử, loại này thủ đoạn, theo lý thuyết ở thái cổ thần giới hẳn là cấm dùng mới đúng. Bạch Ma giải thích nói. A, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói mệnh thạch cũng là một loại mệnh cách, chẳng lẽ bạch sắc thạch đầu cũng là một khỏa mệnh cách sao? Tiểu tử, mệnh thạch chỗ huyền diệu, xa xa không phải ngươi tưởng tượng như thế đơn giản, hơn nữa chưa đột phá đại đế, mệnh cách bình thường là không cách nào ly thể. Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ nghi hoặc, lại vội vàng bổ sung một câu. Chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ mệnh cách đã bị tách ra thân thể, cho nên vô luận như thế nào đều giết không chết. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Nếu quả thật là nói như vậy, hoàn toàn có thể tạo nên một chi vô địch đại quân, quét ngang tất cả a. Còn có một loại phương pháp, Bạch Ma lắc lắc đầu, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, không có cái gì là vô địch. Phương pháp gì, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, tản mất bọn họ khí số, Bạch Ma trầm giọng nói. Khí số, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, trong lòng lại là cười lạnh. Bạch Ma lại thật sâu thở dài một hơi, nói, khí số biết bao phiêu miểu, ngay cả ta đỉnh phong thời kỳ đều không có tư cách đi chạm đến, muốn giết bọn họ, căn bản là không thể nào. Tiêu Phàm không nói, trong mắt lại là lóe qua một vòng lãnh quang. Tiểu tử, người chẳng lẽ thật muốn chờ giết ngươi sư huynh, mới bằng lòng giao ra bách sát đế lệnh sao? Thần Vô Tâm trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, hiển nhiên, hắn muốn ra tay. Mai này bách sát đế lệnh, hắn tình thế bắt buộc, chỉ cần lấy được, hắn liền có thể tiến vào phiến kia cổ địa, về sau Tu La tộc cũng không cần mượn nhờ Vạn La đế vực tiến vào bách sát chiến trường. Ngươi luôn mồm giết cái này giết cái kia, ngươi có thể giết được người nào? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Thần Vô Tâm, gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây phách lối. Trước kia ở thiên địa lao ngục cũng là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, hiện tại vẫn không đổi được bộ kia đức hạnh. Tiêu Phàm phát hiện, bản thân hẳn là dạy hắn như thế nào làm người. Bản thần tử giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thần Vô Tâm trên người bỗng nhiên phồng lên lấy cường hoành khí thế, tại hắn quanh thân, càng là cuồn cuộn huyết khí nở rộ,
một đạo to lớn huyết sắc ma ảnh phù hiện. Một thoáng thời gian, một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ ra, hư không đều cuồng bạo không thôi. Tu La ma ảnh, Bạch Ma hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thần Vô Tâm, lập tức lộ ra một tia hí ngược nói, nguyên lai là chiếm được một giọt Tu La thánh huyết Tu La tộc tiểu tử. Ngươi là ai? Thần Vô Tâm nghe vậy, trong lòng khẽ run, một cái liền có thể nhìn ra hắn dung hợp một giọt Tu La thánh huyết, cái này cũng không phải bình thường đơn giản. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết rõ. Bạch Ma khinh thường nhìn xem Thần Vô Tâm, cái kia ánh mắt so Tiêu Phàm càng thêm coi thường, sau đó cho Tiêu Phàm truyền âm nói, Tiêu Phàm, nếu như hắn nghĩ dựa vào Tu La ma ảnh đối phó ngươi mà nói, ngươi cho dù đứng ở đó, hắn đoán chừng đều khó đả thương ngươi mảy may. A, à, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, lập tức bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn thể nội Tu La ma ảnh, nếu luận mỗi về uy thế mà nói, xác thực không phải Thần Vô Tâm Tu La ma ảnh có thể so sánh. Chỉ là bây giờ Tu La ma ảnh cũng đã lâm vào ngủ say, hắn căn bản là không có thể sử dụng Tu La ma ảnh lực lượng. Tất nhiên không nói, vậy liền không cần phải nói, các ngươi đều phải chết. Thần Vô Tâm kiên nhẫn đã bị ma diệt, đưa tay một chưởng liền hướng lấy Tiêu Phàm rơi xuống. Hồn diệt, Thần Vô Tâm một tiếng quát như sấm, bàn tay hơi hơi một phen, một đạo bá đạo hắc sắc trưởng cương cuồn cuộn rơi xuống, ép tới người bình thường có chút không thở nổi. Lại là một chiêu này, Tiêu Phàm trong lòng xem thường, một chiêu này hắn đã từng liền kiến thức qua, đây là linh hồn công kích, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm linh hồn biết bao cường đại, há lại sẽ sợ Thần Vô Tâm linh hồn công kích. Hắn liền đứng ở cái kia không nhúc nhích, mặc cho đạo kia trưởng cương rơi xuống, tựa như đạo kia trưởng cương không phải châm đối chính hắn một dạng. Oanh, bá đạo trưởng cương từ Tiêu Phàm trên đầu nện xuống, làm rơi vào trên người hắn thời khắc, lại là quỷ dị biến mất. Hắn thân thể, lại là xuất hiện một đạo đáng sợ trưởng ấn, đánh phía hắc sắc vòng xoáy. Phốc phốc, linh hồn trưởng cương còn không có tới gần, liền bị hắc sắc vòng xoáy nghiền ép vỡ nát, ngoại giới, Tiêu Phàm lại là thí sự đều không có, trên mặt ngược lại lộ ra một tia đăm chiêu. Ngươi tại sao sẽ không sao? Thần Vô Tâm kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một kích này uy lực, dù là bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong đều muốn bị gạt bỏ a, tiểu tử này đứng ở đó không nhúc nhích. Liền chặn lại bản thân một kích. Bại tướng dưới tay, người cái này một chiêu cho ta gãi ngứa đều không đủ. Tiêu Phàm nhe răng cười nói. Bại tướng dưới tay, Thần Vô Tâm sắc mặt trầm xuống, hắn xác định bản thân không quen biết người trước mắt, có thể làm gì lại cho mình một loại quen thuộc cảm giác đây. Lưu Quang Tuế Nguyệt, Thần Vô Tâm con người băng lãnh, cho dù là bán bộ thần vương, hắn đều có thể một trận chiến, hắn liền không tin tà. Bản thân liền một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tu sĩ đều giết không chết. Phất tay, đầy trời kim sắc quang mưa chiếu xuống, hư không đều biến vặn vẹo, tất cả đồ vật, đều ở nhanh chóng biến hóa. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, liền tựa như đã trải qua mấy ngày. A, à, lại là một tia thời gian thần thông lực lượng. Bạch Ma hơi hơi kỳ lạ nhìn xem Thần Vô Tâm, khó trách có thể lấy được một giọt Tu La thánh huyết, ngược lại là có mấy phần năng lực. Ngươi liền không có cái gì mới mẻ đồ chơi sao? Nhìn đến những năm này, ngươi thật không có cái gì tiến bộ, hoàn toàn sống đến thân chó đi. Tiêu Phàm có chút không kiên nhẫn nhìn xem Thần Vô Tâm. Một chiêu này, hắn đã từng sao lại không phải nhìn thấy qua, năm đó hắn đều có thể tùy tiện phá mở, huống chi hiện tại thế nào. Bất quá lời này nghe vào Thần Vô Tâm trong tai, lại là không bình tĩnh. Cái gì gọi là những năm này không có cái gì tiến bộ? Chẳng lẽ hắn thật nhận biết bản thân? Không biết tại sao, Thần Vô Tâm nội tâm có loại mãnh liệt bất an, cái này hắc y thanh niên, cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Khẽ cắn môi, Thần Vô Tâm lần nữa dùng sức, toàn lực thôi động phiến kia quang vũ, cùng lúc đó, cái kia rộng lớn Tu La ma ảnh cùng hắn dung hợp cùng một chỗ, lập tức một quyền giận oanh mà xuống. Bàng bạc khí thế mãnh liệt tứ phương, đáng sợ uy áp liền hư không đều kém chút chấn vỡ. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở nguyên địa bất động mảy may, Thần Vô Tâm trong mắt lộ ra ngoan tuyệt, muốn một kích đem Tiêu Phàm oanh thành mảnh vỡ. Người cái này cự ly chân chính thời gian thần thông còn kém xa đây. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, đàm tiếu như gió. Mắt thấy đến đạo kia quyền cương sắp rơi xuống thời khắc, hắn đột nhiên động, chỉ thấy hắn lắc mình một cái liền biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở Thần Vô Tâm đỉnh đầu. Thật nhanh! Bạch Ma đều bị Tiêu Phàm tốc độ cho khiếp sợ đến, cho dù là hắn,
nếu như không toàn lực mà nói, cũng làm không được Tiêu Phàm dạng này tốc độ. Thần Vô Tâm chỉ cảm giác đỉnh đầu phát lạnh, vội vàng thời khắc, quyền cương nhất chuyển, hướng về không trung nổ tung mà đi. Không thể không nói, Thần Vô Tâm kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác rất mạnh, chỉ ít so Tiêu Phàm gặp qua đại bộ phận người đều mạnh hơn, Tu La tộc, không hổ là đẫm máu mà sinh nhất tộc. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ là Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chuôi tử huyết sắc trường kiếm, yêu dị đến cực điểm, càng là lộ ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách sát phạt chi khí. Làm Tiêu Phàm lấy ra Tu La kiếm một sát na kia, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương đều cảm giác lạnh cả tim. Toàn thân hiện nổi da gà lên, cả người lông tóc toàn bộ dựng thẳng lên. Cái này hắn mẹ cái này cần lây dính bao nhiêu máu tươi. Bạch Ma trực tiếp tuôn ra nói tục, hắn giết người vô số, có thể ở Tu La kiếm khí thế trước mặt, cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như Bạch Ma biết rõ, Tu La kiếm thôn vệ một ao đại đế sát huyết, đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy. Thần Vô Tâm cảm nhận được cỗ kia đáng sợ sát khí, toàn thân kịch liệt run một cái. Nắm đấm uy thế nháy mắt giảm ít đi rất nhiều. Hắn những năm này kinh lịch vô số mưa máu, tự nhận là đồng giai, nếu luận mỗi về sát khí mà nói, không người có thể so. Nhưng bây giờ, lại bị một cái vô danh tiểu tử kiếm trong tay dọa sợ. Thần Vô Tâm bản năng sinh ra một loại sợ hãi, muốn rút lui. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm nhẹ nhàng giơ lên kiếm trong tay, phong khinh vân đạm chém một cái, một đạo huyết sắc tấm lụa xẹt qua hư không. Liền hư không đều bị xé ra một đạo lỗ hổng. Thần Vô Tâm nắm đấm, ở cái kia huyết sắc kiếm khí trước mặt, liền tựa như một tờ giấy mỏng, trực tiếp phá vỡ. Một kiếm này, đơn giản liền là thế như trẻ tre, như bẻ cành khô, đáng sợ đến cực điểm. Thần Vô Tâm càng là cảm giác ra đầu kém chút nổ tung, tử vong khí tức bao phủ hắn, hắn thoát đi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng một kiếm này so sánh, vẫn như cũ xa xa không bằng. Phốc phốc một tiếng, chỉ thấy một màn mưa máu chiếu xuống, Thần Vô Tâm cánh tay phải đột nhiên bị Tiêu Phàm chém xuống, cả người bị huyết sắc kiếm khí xuyên thủng, giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, bay ra vài ngàn trượng ở ổn định thân hình. Nha, đánh chật, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn phía xa Thần Vô Tâm nói. Giờ phút này Thần Vô Tâm chỗ nào còn có cái kia cao cao tại thượng, không nhiễm bụi bặm bộ dáng, hắn giờ phút này máu me khắp người. Nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Đánh chật, ta tin ngươi tà, ngươi nhà rõ ràng là cố ý. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương khóe miệng giật một cái, bọn họ thấy rõ ràng, Tiêu Phàm rõ ràng là cố ý nhường kiếm khí lệch một chút, nếu không mà nói, đoán chừng Thần Vô Tâm đã bị phân thây. Thần Vô Tâm sắc mặt khó coi đến cực điểm, nguyên bản hắn coi là giết chết Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến. Bản thân dĩ nhiên một kiếm liền bại. Vẻn vẹn một kiếm a, cái này hắn nha cái này cỡ nào mạnh mẽ. Tu La tộc cái kia 6 người cũng là kinh ngạc vô cùng, Thần Vô Tâm thế nhưng là bọn họ trong lòng thần a, bây giờ thần kém chút bị một kiếm, cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận được. Nhất là Tiêu Phàm một câu kia đánh chật, đơn giản liền là trần trụi nhục nhã a. Đám người trong lòng đột nhiên toát ra vô số nghi hoặc, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết, hắn vẫn chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ a, nếu là đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, còn đến mức nào? Thần Vô Tâm, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi có vẻ như không tin ta lời. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Thần Vô Tâm, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, lại nâng lên trong tay trường kiếm. Thần Vô Tâm trầm mặc không nói, hắn tự nhiên không tin Tiêu Phàm vừa mới đánh chật, chỉ là hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm mạnh như vậy mà thôi. Không tin mà nói, lại đến một kiếm, ta cam đoan lần này sẽ không lệch. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Thần Vô Tâm nói, trong tay Tu La kiếm lại chuẩn bị chém xuống. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Vô Tâm quát to, một tay bưng bít lấy tay cụt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng trong tay hắn Tu La kiếm. Hắn luôn cảm giác chuôi kiếm này có chút quen thuộc, sao có thể cũng nghĩ không ra. Cũng khó trách hắn không quen biết, bây giờ Tu La kiếm. Sớm đã không phải lúc trước cái kia một chuôi, vô luận uy lực, vẫn là bề ngoài, đều phát sinh rất lớn biến hóa, nếu không mà nói, Thần Vô Tâm khẳng định có thể nhận ra. Ta là ai, ngươi không tư cách biết rõ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt Tiếu Dung nháy mắt ngưng kết, biến băng lãnh đến cực điểm, gầm thét một tiếng, lăn. Lăn, cuồn cuộn sóng âm xung kích ra, mang theo đáng sợ sát phạt chi lực,
xông thẳng Thần Vô Tâm mà đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu là bình thường, ai dám nhường hắn Thần Vô Tâm lăn. Thế nhưng là hiện tại, Thần Vô Tâm là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ Tiêu Phàm, cái này tiểu tử, quá đáng sợ, khó trách có thể lấy được hắn Tu La Đế tộc Bách Sát Đế lệnh. Ở cỗ kia to lớn sóng âm trùng kích vào, Thần Vô Tâm thân thể lui về phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chúng ta đi, Thần Vô Tâm khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng, không cam lòng hướng về nơi xa bay đi. Vây sát huyết vô tuyệt lục đại Tu La tộc cường giả nhìn thấy, hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, cũng không cam chịu đi theo. Sư đệ, tại sao thả bọn họ đi? Huyết vô tuyệt đi tới Tiêu Phàm phụ cận nói. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương cũng là nghi hoặc không thôi, lấy bọn hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối không phải dễ nói chuyện người, liền bán bộ thần vương đều nói giết liền giết, thần vương cường giả nói đến tội liền đắc tội. Dựa theo lẽ thường tới nói, Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua Thần Vô Tâm bọn họ mới đúng. Giữ lại hắn còn có chút tác dụng, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, híp hai mắt nhìn chằm chằm Thần Vô Tâm rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn lại là rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực giết Thần Vô Tâm, có thể chưa hẳn có thể làm được. Thần Vô Tâm thân làm Tu La Đế tộc người, khẳng định có thần vương pháp thân, thậm chí đại đế ý niệm bảo hộ, coi như có thể giết chết Thần Vô Tâm, trên người khẳng định sẽ tiêm nhiễm Thần Vô Tâm khí tức. Thần vương pháp thân hắn cố nhiên không sợ, nhưng đại đế ý niệm đây. Huống chi, về sau hắn thế nhưng là còn nghĩ tiến về Tu La Đế tộc đây, hắn cũng không muốn hiện tại liền đắc tội Tu La Đế tộc. Hiện tại chúng ta đi đâu? Huyết vô tuyệt biết rõ Tiêu Phàm có bản thân dự định, cũng không có lại miễn cưỡng, nhìn về phía nơi xa rộng lớn thiên địa, ngưng tiếng hỏi. Tiêu Phàm đứng ở đỉnh núi, nhìn xem mảnh này thương mang đại địa, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cái gì chú ý. Đúng rồi, Nam Cung huynh cùng Quân Nhược Hoan bọn họ hẳn là trước giờ tới nơi này phiến khu vực, nếu không chúng ta trước tìm tới bọn họ lại nói. Huyết vô tuyệt lại nói ra. Giới này so với chúng ta tưởng tượng muốn rộng lớn, muốn tìm bọn họ quá khó khăn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Tất nhiên Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan tiến nhập phiến này khu vực, tự nhiên có bọn họ tạo hóa, hắn tin tưởng lấy bọn hắn hai người thực lực, không cần đi tìm bọn họ, về sau cũng khẳng định sẽ đụng phải. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi này, vừa mới các ngươi ở trong này phát sinh chiến đấu, đoán chừng sẽ kinh động giới này một chút đồ vật. Bạch Ma đột nhiên mở miệng nói, thứ gì, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn đối cái này bách sát chiến trường cũng không có nhiều lắm biết, nếu như tiếp theo Thiên Võ Thần Sơn người tiến vào nơi này, chí ít thu hoạch được tin tức liền không giống. Mặc dù trong lòng ôm lấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là đạp không mà lên, Bạch Ma chí ít sẽ không hại hắn. Ngươi cũng biết cái gì gọi là bách sát chiến trường, Bạch Ma cùng đi lên hỏi. Không biết, Tiêu Phàm quyết đoán lắc lắc đầu. Nói, không phải nói bách sát chiến trường có pháp tắc toái phiến, có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đột phá thần vương cảnh sao? Bạch Ma nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, tiểu tử này dĩ nhiên chỉ muốn đến cơ duyên, lại không nghĩ tới nguy hiểm. Pháp tắc toái phiến xác thực tồn tại, có thể ngươi đừng quên, cơ duyên cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Bạch Ma đành phải kiên nhẫn giải thích nói, cái này bách sát chiến trường, nói trắng ra là... Nhưng thật ra là một chỗ cổ lão chiến trường. Ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Tiêu Phàm im lặng nói. Không, ta nói chiến trường cùng ngươi tưởng tượng chiến trường không giống, mảnh này chiến trường không thuộc về thái cổ thần giới, mà là thuộc về một cái thế giới khác. Bạch Ma hít sâu một cái, ngữ khí cũng biến ngưng trọng lên. Thái cổ thần giới không thôi đã là to lớn nhất thế giới sao? Huyết vô tuyệt không khỏi nhíu mày. Tiêu Phàm lại là thần sắc mười phần bình tĩnh. Hắn nghe Bạch Ma đã từng nói qua, thái cổ thế giới bên ngoài, còn có một chỗ tên là thiên hoang địa phương. Mà Bạch Ma, cũng không thuộc về thái cổ thần giới, nghĩ đến cũng là đến từ một cái thế giới khác. Bạch Ma không có trả lời huyết vô tuyệt vấn đề, ốc còn không mang nổi mình ốc nói ra, cái này bách sát chiến trường, là thái cổ thần giới ngăn giết người xâm nhập chiến trường, mặc dù năm đó đánh lui người xâm nhập, có thể giới này vẫn như cũ có người xâm nhập lưu lại hậu đại. Đồng dạng. Năm đó một trận chiến thảm liệt vô cùng, vô số thần vương, đại đế cường giả vẫn lạc ở nơi đây, cũng liền lưu lại vô số truyền thừa, người có duyên có được. Xâm lấn thái cổ thần giới, ai có lớn như vậy năng lực, Lôi Viên Vương cũng không nhịn được hiếu kỳ nói,
hắn mặc dù một mực đợi ở cái kia phiến cổ địa, nhưng đã từng cũng có nhân tộc tu sĩ tiến vào, hắn tự nhiên cũng biết một vài tin đồn. Đó là một cái náo động lớn thời đại lưu lại, trở về sau các ngươi liền sẽ biết rõ. Bạch Ma lắc lắc đầu, hiển nhiên không muốn cùng bọn họ nói những chuyện này. Chiếu ngươi ý tứ, chúng ta tiềm ẩn nguy hiểm, liền là những cái kia dị tộc đời sau. Tiêu Phàm đã sớm biết rõ Bạch Ma sẽ không nói những bí ẩn này, cũng không có quá mức quan tâm. Hắn tin tưởng, khi hắn thực lực đầy đủ thời điểm, tự nhiên cũng liền có tư cách biết, cho nên cũng không miễn cưỡng. Không sai, Bạch Ma nhẹ gật đầu. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, người kỳ thật cũng là ta địch nhân đâu? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Ma truyền âm nói. Bạch Ma sắc mặt đại biến, bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, vội vàng lắc đầu nói, tiểu tử, ta cùng với thái cổ thần giới không coi là có thù, chúng ta cửu nhân, kỳ thật hẳn là đến từ thiên hoang bên ngoài. À, Tiêu Phàm như tin như không nhìn xem Bạch Ma, hiển nhiên không phải đặc biệt tin tưởng hắn nói chuyện. Hắn còn nhớ rõ, Bạch Ma lúc trước cũng đã có nói, muốn tàn sát thái cổ thần giới trên trăm vực mới có thể phát tiết trong lòng lửa giận đây. Tiêu Phàm, ta dám chỉ thiên lập thệ, lúc trước ta chỉ là thổi như bức dọa ngươi một chút mà thôi, thật không phải ngươi suy nghĩ như thế. Bạch Ma vội vàng giải thích nói, hắn thật bị Tiêu Phàm sợ bị ngược đãi. Được rồi, về sau ta biết rõ ràng lại nói, hiện tại tạm thời bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thu hồi ánh mắt, Bạch Ma lúc này mới thở dài một hơi. Bất chi bất giác, mấy người đi tới cổ lâm chỗ sâu, thiên địa cũng chậm chậm biến đen kịt lên, tựa như một mảnh không ánh sáng thế giới. Công tử, nhìn sắc trời này, màn đêm cũng nhanh phủ xuống, dễ tìm nhất một tòa thành trì đặt chân. Lúc này, Lôi Viên Vương đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy đám người không giải, Lôi Viên Vương lại nói ra, trước kia ta nghe những cái kia tiến vào giới này nhân tộc nói qua, đêm tối, không phải nhân tộc tu sĩ hoạt động thời gian, sẽ có đại khủng bố xuất hiện. Đại khủng bố, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hung ác trợn mắt nhìn Lôi Viên Vương một cái, nói, người nhà sao không nói sớm. Đều đi qua mấy vạn năm, thuộc hạ nhất thời không nhớ lại, hơn nữa cái này bốn phía cho ta một loại bất an cảm giác, thuộc hạ cái này mới nhớ tới. Lôi Viên Vương vẻ mặt đưa đám, đối với Tiêu Phàm thực lực, hắn là thật sự sợ rồi, nhất là Tiêu Phàm bại lộ tu la kiếm chuôi này vô thượng sát kiếm sau đó. Người cái này không nói còn tốt, vừa nói ta toàn thân liền hiện nổi da gà lên. Huyết Vô Tuyệt xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, chỉ cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới. Cái này bách sát chiến trường ngoại vi còn tốt, bất quá cũng vẫn là mau chóng tìm một tòa thành trì, bằng không đêm này muộn rất khó vượt qua. Bạch Ma cũng hít sâu một hơi, con người ngắm nhìn phương xa, tựa như phát hiện cái gì. Tiêu Phàm nheo mắt, thể nội thí thần cũng trở nên có chút bất an, hắn lúc này mới vững tin, Lôi Viên Vương tuyệt đối không phải ở nói chuyện giật gân. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm đạp không mà lên, đồng thời linh hồn chi lực phô thiên cái địa hướng về chung quanh bao phủ mà đi, muốn tìm kiếm Lôi Viên Vương trong miệng thành trì. Lôi Viên Vương, người nói đại khủng bố là cái gì? Tìm tới những cái kia thành trì liền an toàn sao? Huyết Vô Tuyệt không nhịn được hỏi. Lôi Viên Vương lắc lắc đầu, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy, chỗ nào còn nhớ rõ nhiều như vậy. Hẳn là những cái kia dị tộc hậu duệ, bách sát chiến trường, trên thực tế hẳn là nhân tộc tu sĩ cùng dị tộc hậu duệ lẫn nhau tàn sát quá trình, sống sót, thực lực tự nhiên càng ngày càng mạnh. Bạch Ma thình lình phun ra một câu. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước nghe nói nuôi cổ một đạo, rất nhiều cổ trùng đặt ở cùng một chỗ, lẫn nhau chém giết, thôn phệ, cuối cùng sinh ra một cái mạnh nhất. Hiện tại cái này bách sát chiến trường, cùng nuôi cổ thật đúng là có mấy phần cùng loại, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không thích nghi thì bị đào thải. Vô luận là ở đâu, đều là mạnh được yếu thua a. Tiêu Phàm trong lòng thở dài một hơi nói. A, đột nhiên. Hắn thần sắc khẽ động, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, hắn linh hồn chi lực lại là bắt được, ở ngoài mấy trăm dặm, có không ít người đang nhanh chóng hướng về một cái phương hướng phi hành. Công tử, người mau nhìn, Lôi Viên Vương đột nhiên kinh hãi nhìn xem hậu phương, toàn thân lông dựng đứng. Tiêu Phàm quay người nhìn lại, con ngươi cũng không nhìn được kịch liệt thu rụt một cái, chỉ thấy chân trời màn đêm nhanh chóng giáng lâm, hắc ám điên cuồng cắn nuốt mảnh này đại địa. Đương nhiên. Cái này cũng không thể nhường Tiêu Phàm sợ hãi, nhưng hắn sợ hãi là,
bóng tối kia bên trong phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, như có vô số lít nha lít nhít thân ảnh ở sôi trào. Giống như sóng biển đồng dạng, một đợt mạnh hơn một đợt, tiếp theo đêm tối nhanh chóng hướng về bọn họ vị trí mãnh liệt mà đến, tựa như muốn đem phía này thiên địa đều cho thôn phệ. Đại khủng bố, đây chính là Lôi Viên Vương trong miệng đại khủng bố. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, tại sao phía trước có nhiều như vậy người điên cuồng hướng về một cái phương hướng đuổi đến, nghĩ tới cái này, hắn ánh mắt cũng hơi hơi sáng lên. Đi mau, Tiêu Phàm nơi nào còn dám dừng lại, nhiều năm như vậy đến, hắn còn chưa bao giờ có loại cảm giác này, cỗ kia khí tức nhường đầu hắn ra tóc chập choạng. Tiêu Phàm bốn người cực tốc hướng về chân trời lao đi, sông núi đám mây nhanh chóng hướng hậu phương thối lui, giờ khắc này, bọn họ cũng không còn bất luận cái gì giữ lại. Hậu phương hắc ám, rất nhanh liền bị bọn họ vứt bỏ, bất quá trong lòng cỗ kia bất an lại chưa giảm mảy may, ngược lại càng ngày càng dày đặc. Tuy nhiên bọn hắn không biết trong bóng tối có cái gì đồ vật, nhưng là bọn họ có thể khẳng định như Sấm Viên Vương nói, có đại khủng bố. Sư đệ, những cái kia đến cùng là thứ gì? Huyết Vô Tuyệt rốt cục không nhịn được hỏi, trong bóng tối đồ vật liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác tê cả da đầu. Không biết, không thấy rõ ràng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn mặc dù trong lòng có loại phỏng đoán, nhưng vẫn như cũ có chút không dám xác định. Hiện tại, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, nhất định phải lập tức tìm tới thành trì, nếu không bọn họ đều khả năng gặp nạn. Không lâu, Tiêu Phàm bọn họ rốt cục thấy được phía trước đoàn người, vội vàng tiến lên ngăn cản một đôi tuổi trẻ nam nữ. Các ngươi chơi cái gì? Tuổi trẻ nam tử phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Tuổi trẻ nữ tử cũng là đề phòng nhìn xem chung quanh, con ngươi liếc nhìn lấy, nghĩ đến như thế nào xông qua Tiêu Phàm bọn họ vây quanh. Không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi các ngươi, bóng tối kia bên trong đồ vật là cái gì? Tiêu Phàm tận lực bảo trì thiếu dung, để tránh nhường đôi tình lữ này hiểu lầm. Nếu không chúng ta vừa đi, ta sợ qua một lúc không còn kịp rồi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tuổi trẻ nam nữ cũng nới lỏng khẩu khí. Bọn họ rất rõ ràng giờ phút này phát sinh chiến đấu hậu quả. Tốt, Tiêu Phàm không có phản đối, hắn cũng muốn từ đôi tình lữ này trong miệng lấy được bản thân muốn tin tức. Đám người lần nữa nhanh chóng đi theo, tuổi trẻ nam tử nói, huynh đệ, các ngươi trưởng bối đối các ngươi cũng quá không người phụ trách, dĩ nhiên không nói cho các ngươi đó là thứ gì. Trưởng bối không cho chúng ta tiến vào bách sát chiến trường, là chính chúng ta vụng trộm chạy vào. Tiêu Phàm tùy ý tìm một cái lấy cớ. Nguyên lai như thế, tuổi trẻ nam tử lộ ra vẻ thoải mái, lại vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật, bóng tối kia bên trong có cái gì chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là xương hô bọn chúng là dị ma, đều là ăn thịt người không nhả xương ma quỷ. Nói đến đây, tuổi trẻ nam nữ đều lộ ra sợ hãi, bọn họ tu vi không cao, chỉ có cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, ở nơi này bách sát chiến trường đoán chừng không tính là cái gì. Dị ma, Huyết Vô Tuyệt lông mày nhíu lại. Không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm chỉ là nhẹ gật đầu. Không cần phải nói bọn hắn cũng đều biết rõ, cái kia cái gọi là dị ma, hẳn là bạch ma nói, dị tộc hậu duệ. Những cái kia dị ma thực lực rất khủng bố, có thể hấp thu hắc ám lực lượng, hơn nữa số lượng rất nhiều, dù là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ, chỉ có thể tiến vào thành trì tránh né. Tuổi trẻ nữ tử sợ hãi lấy nói ra, các ngươi làm sao biết rõ phía trước có thành trì. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem hai người, không chỉ đám bọn hắn hướng về cái phương hướng này phi hành, hắn còn bắt được những người khác cũng là bay về phía cùng một cái phương hướng. Tuổi trẻ nam nữ nghe vậy, ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, tuổi trẻ nữ tử nhíu mày một cái nói, người đến cùng có phải hay không nhân tộc tu sĩ? Chúng ta là thiên vũ vực người. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, nguyên lai là cái kia yếu nhất thiên vũ vực. Tuổi trẻ nữ tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Trong mắt có một vòng khinh bỉ. Nội nhân không biết nói chuyện, các hạ đừng đặt ở trong lòng, mọi người đều là nhân tộc. Tuổi trẻ nam tử vội vàng mở đầu, cho Tiêu Phàm mấy người cười bồi nói. Thiên vũ vực xác thực rất yếu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, hắn như thế nào không minh bạch cái kia nữ tử tranh chua, bất quá cái này tuổi trẻ nam tử lại cho ấn tượng của hắn không sai. Đào ca, bọn họ chỉ là thiên vũ vực người mà thôi. Không tất yếu đối bọn họ khách khí như thế, sớm biết rõ bọn họ là thiên vũ vực người, vậy mà còn dám ngăn lại đường đi của chúng ta, nên cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Tuổi trẻ nữ tử không phục,
âm thầm cho tuổi trẻ nam tử truyền âm nói. Đêm tối sắp đến, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tuổi trẻ nam tử đáp lại. Sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói, mấy vị huynh đài đến từ Thiên Vũ vực, không biết cũng bình thường, chúng ta tiến vào bách sát chiến trường trước đó, đều mua đến một chương bách sát chiến trường địa đồ, bên trên có minh xác tiêu chí, liền là để cho chúng ta dùng để đối mặt trước mắt loại tình huống này, ngươi nhìn, liền là cái này. Thoại âm rơi xuống, tuổi trẻ nam tử trong tay đột nhiên nhiều một chương địa đồ, mở ra cho Tiêu Phàm bọn họ nhìn, ngươi nhìn, không sai biệt lắm 300 dặm có hơn. Thì có một tòa thành trì, chỉ cần tiến vào thành trì, chúng ta liền có thể tránh né dị ma truy sát. Đào ca, năm đó nhẹ nam tử mở ra địa đồ một sát na kia, tuổi trẻ nữ tử muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp, trên bản đồ tất cả toàn bộ đều bại lộ ở Tiêu Phàm dưới mắt. Nàng không nghĩ tới tuổi trẻ nam tử dĩ nhiên không có bất kỳ phòng bị nào, liền mở ra địa đồ cho Tiêu Phàm bọn họ nhìn, bất quá nàng vẫn là vội vàng đem địa đồ đoạt mất. Đáng tiếc. Tiêu Phàm ánh mắt cũng đã đảo qua địa đồ, lấy hắn xem qua không quên năng lực, vẻn vẹn một cái liền nhớ kỹ bên trên tất cả nội dung. Lan muội, cái này địa đồ cũng không phải cái gì hy hữu đồ vật, khắp nơi đều có thể mua được. Tuổi trẻ nam tử lộ ra vẻ xấu hổ. Hừ, người nào biết rõ bọn họ An không có ý tốt. Tuổi trẻ nữ tử quát nhẹ một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ nói, huống hồ, vật này bọn họ Thiên Vũ vực có thể chưa chắc có. Người nào không biết Thiên Vũ vực là một cái thâm sơn cùng cốc. Huyết Vô Tuyệt nhíu mày, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương lộ ra khó chịu, ngược lại là Tiêu Phàm dị thường bình tĩnh, khoát tay một cái nói thôi, có nhiều quấy rầy. Nói xong, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, nếu là hắn trước kia tính tình, đoán chừng trực tiếp một cái tát đi lên, nhưng là bây giờ, hắn cũng đã ổn trọng rất nhiều, hơn nữa hắn thời gian không tất yếu lãng phí ở dạng này trên thân người. Công tử, ta đi giết bọn họ, đem cái kia địa đồ đoạt tới. Lôi Viên Vương cùng ở bên người Tiêu Phàm, hung dữ nói. Hai cái cổ thần cảnh trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên như thế phách lối, Lôi Viên Vương đã sớm khó chịu. Không cần, địa đồ ta có, trước chạy tới thành trì lại nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn cũng không phải giết người đoạt bảo hạng người, huống chi, hai cái cổ thần cảnh trung kỳ, cũng đã không động được hắn sát tâm. Người có. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng nghi hoặc không thôi, lúc trước ngươi không phải là cái gì đều không biết ha, làm sao hiện tại liền địa đồ cũng có. Tiêu Phàm lười nhác giải thích, trong lòng cẩn thận nhớ lại một cái, vẻn vẹn mất mấy chục cái hô hấp thời gian, một tòa màu mực thành trì liền rơi vào ở bọn hắn tầm mắt. Thành trì không xưng được rộng lớn, lại cho người ta một loại nặng nề mà kiên cố cảm giác, tường thành đạt đến mấy chục trượng, cả người đen như mực. Phía trên điêu khắc vô số sinh linh, sinh động như thật. Thành trì phía trên hà quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là có trận pháp bao phủ, trên tường thành mới, đứng đấy không ít tu sĩ, thần sắc lạnh lùng nhìn xem phía dưới, trong mắt đều là hờ hững, giống như nhìn một nhóm người chết. Giờ phút này, cửa thành tụ tập trên trăm tu sĩ, loạn thành một bầy, sốt ruột đến cực điểm, chính đối trên tường thành kêu to. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đều không tiến nhập thành trì sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, đi tới tường thành phía dưới. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, không phải những người này không tiến nhập thành trì, mà là cửa thành cấm đoán, căn bản là không thể đi vào. Mắt thấy hắc ám sắp ăn mòn phía này khu vực, nếu là không cách nào tiến vào thành trì, cái này hơn trăm người, đoán chừng đều phải đẫm máu cửa thành không thể. Mắt thấy thành trì ngay ở trước mắt, nhưng lại không cách nào vào thành. Vô luận là người nào, trong lòng đều sẽ vô cùng tức giận. Đều tranh thủ thời gian xéo đi, cửa thành cũng đã quan bế, liền không có khả năng mở ra, không sợ nói cho các ngươi, cái này Mặc Thạch thành thế nhưng là Thiên Hạo công tử địa bàn, các ngươi nếu là nghĩ tuân nghịch Thiên Hạo công tử mệnh lệnh, cứ việc thử xem. Trên tường thành một bên, cả người khoác hắc sắc chiến giáp thanh niên nam tử cười lạnh nhìn xem phía dưới, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, trong mắt đều là nồng đậm khinh thường. Thiên Hạo công tử, nghe được mấy chữ này, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước đi Thiên Võ Thần Sơn diễu võ Dương Oai Tam công tử Nguyệt Thiên Hạo. Tiêu Phàm đã có một cái suy đoán, cái kia chiến giáp nam tử trong miệng Thiên Hạo công tử 89 phần 10 liền là Nguyệt Thiên Hạo. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Nguyệt Thiên Hạo dĩ nhiên cũng đã chiếm đoạt một tòa thành trì, tốc độ thật đúng là không phải bình thường nhanh. Bình thường tới nói,
phiến khu vực này cách hắn tiến vào phiến kia cổ giới rất gần, hẳn là thuộc về nguyên lai Tu La tộc quản hạt khu vực mới đúng. Bất quá nghĩ đến trước đó gặp gỡ thần vô tâm, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, bởi vì Tu La tộc bách sát đế lệnh mất đi, huyết u cổ vực cùng vạn la đế vực bách sát chiến trường khu vực, cũng đã hợp hai làm một. Mặc dù Tu La tộc cổ giới vài vạn năm không ai tiến vào, nhưng Nguyệt Thiên Hạo có vẻ như cũng nắm tay duỗi quá dài a. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì thuộc về Nguyệt Thiên Hạo, cái này thành chỉ vốn liền thuộc về ta nhân tộc tất cả mọi người, các ngươi cướp đoạt thần thạch cũng liền bình thường, tại sao còn muốn hại chúng ta? Không sai, những người khác tiến vào, tại sao chúng ta không thể đi vào, người Nguyệt gia cũng chỉ là ở huyền Nguyệt cổ vực ngang ngược càn rỡ mà thôi, phóng tầm mắt vạn rơi đế vực, người Nguyệt gia lại tính thứ gì? Nguyệt Thiên Hạo hại chúng ta, Nguyệt gia căn bản là không xứng lãnh đạo thập đại địa vực. Đoàn người xôi trào như thủy triều, giờ này khắc này, ai còn sẽ kiêng kỵ Nguyệt Thiên Hạo, huống hồ, có một số người căn bản cũng không phải là huyền Nguyệt cổ vực quản hạt phạm vi bên trong người, mà là đến từ cái khác cổ vực. Đều câm miệng cho ta, trên tường thành mới cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên quát như sấm một tiếng, cuồn cuộn uy áp hướng về tường thành phía dưới nghiền ép mà tới, những người khác trong tay cũng nhao nhao nắm lấy cung tiễn, hướng ngay phía dưới hơn trăm người. Ai dám tiếp tục ồn ào, giết không tha. Hắc sắc chiến giáp thanh niên sát khí nặng nề nhìn xem bọn hắn, trận này đối ngoại không đối nội, những cái kia cung tiễn là có thể bắn ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, ở sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ không sợ đắc tội Nguyệt Thiên Hạo, nhưng giờ phút này dùng cung tiễn uy hiếp, bọn họ rốt cuộc không dám mở miệng. Nếu như tiếp tục trách mắng Nguyệt Thiên Hạo người, những người này khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể chết càng nhanh. Chúng ta là thái võ cổ vực cổ gia người, người Nguyệt gia chẳng lẽ là nghĩ cùng ta cổ gia là địch hay sao? Lúc này, lại có một cái dáng người khôi ngô thanh bào trung niên nam tử lạnh lùng mở miệng, không sợ hắc sắc chiến giáp thanh niên. Cổ gia, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng vẻ ngoài ý muốn, chẳng lẽ đây chính là cổ Nhược Trần phía sau cổ gia sao? Cổ gia dĩ nhiên chấp trưởng to lớn cổ vực. Cái kia chẳng phải là nói nắm giữ không ít thần vương cường giả tọa chấn, thậm chí còn có đại đế cấp bậc cường giả tồn tại. Cổ gia, hắc sắc chiến giáp thanh niên lông mày nhíu lại, trong mắt cũng lóe qua nồng đậm kiêng dè, đều là cổ vực, huyền nguyệt cổ vực không thể so với thái võ cổ vực mạnh bao nhiêu, người có gì chứng minh? Đây chính là chứng minh, thanh bào trung niên nam tử cao dơ lên tay phải, trong tay hắn nắm chặt một mai ngân sắc lệnh bài. Nhìn xem cái kia ngân sắc lệnh bài. Rất nhiều người lộ ra xôn xao, hắc sắc chiến giáp thanh niên càng là hơi kinh ngạc nói, lại là vạn bảo các khách khanh lệnh bài, xin các hạ vào. Dứt lời, hắc sắc chiến giáp thanh niên đưa tay vung lên, trận pháp bỗng nhiên xé mở một đạo lỗ hổng, những người khác nhìn thấy, nhao nhao hướng về đạo kia lỗ hổng phóng đi. Siêu siêu, lúc này, mấy đạo phá không vang lên, mấy đạo lưu quang đánh chúng vào những cái kia phóng tới khe chỗ người, thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, huyết sái trường không. Cái kia mấy đạo thân ảnh đập ầm ầm ở trên mặt đất, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, cũng là bị một tiễn bắn chết. Là phá thần tiễn, đoàn người sắc mặt đại biến, những người khác cũng nhao nhao ngừng bước chân, dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ai dám tiếp tục hồ nháo, giết không tha. Hắc sắc chiến giáp thanh niên lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường, lạnh lẽo sát ý bao phủ toàn trường. Cổ ra cái kia thanh bào trung niên nam tử trên mặt hiện lên một nụ cười. Sau đó mang theo 6 người hướng về cái kia khe bay đi, tiến vào trận pháp bên trong lúc, hắn còn không quên quay đầu nhìn đám người một cái, các ngươi đám này địa vị thấp kém run rế, liền cam chịu số phận đi. Địa vị thấp kém run rế, liền cam chịu số phận đi. Đoàn người nghe được câu nói này, nắm đấm nắm chặt, gần như muốn bóp ra máu, hung dữ nhìn xem cái kia cổ gia cường giả, cái trán gân xanh tuôn ra, giống như tiểu trùng ngọa nguậy lên. Run dế còn sống tạm bợ, người nào đều có sống sót cơ hội. Huyết vô tuyệt thần sắc cứng lại, cái này cổ ra người, so nguyệt ra người còn muốn bá đạo. Đây chính là cường giả thế giới. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình thường như thường, dạng này sự tình, hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn hậu phương một cái, giờ phút này, cái kia bóng đêm vô tận đang nhanh chóng vào tới, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ đạt tới cái này bên trong. Nếu như không tiến nhập thành trì, đến lúc đó những người này khả năng liền thật muốn chết ở nơi này.
Tiêu Phàm không phải là cái gì kẻ ba phải, nhưng là, hắn chí ít vẫn là một cái nhân tộc, không thể trơ mắt nhìn xem những người này chết ở nơi này, bọn họ sống sót, có thể tận khả năng nhiều diệt sát dị ma. Dạng này chết rồi, thật sự là quá đáng tiếc. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước người, Huyết Vô Tuyệt ba cái nhìn thấy, cũng vội vàng đi theo. Những người khác ánh mắt nháy mắt ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, bọn họ không nghĩ đến giờ phút này còn có người dám tiếp xúc Nguyệt Gia người lông mày. Khẩn trương sau khi, còn mang theo một tia sốt ruột cùng một phần chờ mong. À, đây không phải vừa mới cái kia ngăn lại chúng ta mấy người sao? Đám người bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, người này chính là vừa mới Tiêu Phàm ngăn lại hỏi đường đôi tình lữ kia bên trong nam tử. Hắn một cái thiên vũ vực tu sĩ, lại có thể làm cái gì, đi lên đơn giản liền là tự tìm cái chết. Tuổi trẻ nữ tử lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Thiên vũ vực chỉ là yếu nhất một vực, nàng căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng, Tiêu Phàm không thể tiến vào Mặc Thạch Thành, cuối cùng cùng bọn họ đồng dạng, khó thoát khỏi cái chết. Còn có không sợ chết, Nguyệt Gia cái kia màu đen chiến giáp thanh niên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Căn bản không có xuất thủ ý tứ. Bóng đêm vô tận đã nhanh muốn ăn mòn phiến khu vực này, căn bản không cần hắn xuất thủ, những người này đều sẽ chết. Cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, mở ra trận pháp, để cho chúng ta đi vào. Tiêu Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí so cái kia màu đen chiến giáp thanh niên còn muốn bá đạo. Hắc sắc chiến giáp thanh niên hơi hơi kinh ngạc, lập tức càn rỡ cười ha hả. Khinh thường nói, ta nếu không cho các ngươi tiến đến đây, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Nghe vậy, trên tường thành cái khác tu sĩ cũng lớn cười không thôi, tựa như nghe được trên đời rất buồn cười cười nhạo. Cho dù là tường thành hạ nhân, cũng giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này vậy mà còn dám uy hiếp Nguyệt Gia người, đây không phải đem bọn họ vào chỗ chết hố sao? Nếu như nói điểm lời hữu ích, có lẽ còn có thể nhường Nguyệt Gia người mở ra trận pháp. Nhưng bây giờ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đại bộ phận người lộ ra tuyệt vọng, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cũng hận, nếu như không phải tiểu tử này, bọn họ còn có cơ hội tiến vào, nhưng bây giờ, cơ hội quá mức xa vời. Liền biết rõ gia hỏa này không phải người tốt, hiện tại chúng ta đều bị hắn hại chết. Cái kia tuổi trẻ nữ tử oán hận nói ra. Tuổi trẻ nam tử lại là trầm mặc không nói, thần sắc có chút phức tạp, trong lòng thầm nói. Người này không giống như là ngang ngược càn rỡ người a, chẳng lẽ hắn thật có thực lực này? Ta có thể, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, không để ý đám người châm chọc khiêu khích, lập tức phóng ra bước chân, hướng về thành trì đi đến. Ta có thể, bình thản lời nói quanh quẩn ở đám người trong đầu, lại cho người ta một loại 10 phần bá đạo mà tự tin cảm giác. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm đạp không hướng đi tường thành, tất cả mọi người đều ánh mắt nháy mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Gia hỏa này không phải là thật muốn phá vỡ trận pháp a? Thế nhưng là cái này trận pháp, cho dù phổ thông thần vương cũng không phá nổi a, hắn lại làm sao có thể tiến vào được, lại càng không cần phải nói giết chết Nguyệt Gia người. Một cái cổ thần cảnh, muốn phá vỡ trận pháp, thực sự là si nhân nói giỡn, nếu như hắn có thể phá vỡ, cái kia dị ma đã sớm có thể phá vỡ, nơi này căn bản là không an toàn. Đoàn người thần sắc không đồng nhất nhìn xem Tiêu Phàm, có kinh ngạc. Có khinh thường, có trào phúng. Trên tường thành mới Nguyệt Gia người, tiếu dung két két mà dừng, bọn họ hiển nhiên cũng nhìn ra, tiểu tử này là muốn làm thật, cũng không phải đang nói đùa. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi trước tiến đến nói sau đi, nếu có thể phá vỡ cái này trận pháp, ta đầu cho ngươi làm bóng đá. Hắc sắc chiến giáp thanh niên khinh thường nói, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Tiêu Phàm cũng đã đi tới đạo quang mạc kia trước mặt. Chậm rãi nhô ra một cái tay, hướng về màn sáng chạm đến mà đi. Ha ha, tiểu tử này sẽ không muốn như vậy thì có thể vào đi. Một chút tu sĩ khinh miệt nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ rất rõ ràng cái này trận pháp uy lực. Lấy tay sờ trận pháp liền nghĩ tiến vào trong thành, nếu như vậy đều có thể, vậy cái này trận pháp còn có thí dụng. Trong lúc nhất thời, tường thành phía trên Nguyệt Gia người toàn bộ đều cười ha hả, cho dù cả kia cổ Gia người. Cũng khịt mũi coi thường nhìn xem Tiêu Phàm. Nhưng mà, toàn trường tiếng cười két két mà dừng, tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bản thân chứng kiến một màn. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong,
Tiêu Phàm một cái bàn tay, cũng đã thông qua được màn sáng, tiến nhập trận pháp bên trong. Tiến vào, thật tiến vào, đoàn người còn tưởng rằng mắt mình hoa, rất nhiều người không nhịn được vuốt vuốt hai mắt. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tiêu Phàm cũng đã cả người xuyên qua hộ thành trận pháp, xuất hiện ở trong thành trì. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tiến đến? Nguyệt gia hắc sắc chiến giáp thanh niên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá hắn không có sợ hãi, ngược lại sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ là, nghênh đón không phải Tiêu Phàm trả lời, mà là Tiêu Phàm một kiếm. Không biết lúc nào, Tiêu Phàm trong tay đã xuất hiện một chuôi trường kiếm, một đạo huyết sắc quang mang nở rộ, xông thẳng cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên mà đi. Hắc sắc chiến giáp thanh niên cảm nhận được đạo kia kiếm quang, lạnh cả tim, vội vàng thời khắc, cực tốc lui lại, cũng một chưởng đánh vào một bên một cái tu sĩ trên người. Cái kia tu sĩ nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân sẽ bị người đánh lén, cả người không kịp phản ứng, liền bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết. Cùng tiến lên, giết hắn. Giờ khắc này, hắc sắc chiến giáp thanh niên thật sợ hãi, người kia thế nhưng là cổ thần cảnh hậu kỳ A, dĩ nhiên một kiếm liền bị diệt sát, cho dù là hắn, cũng không có khả năng làm được một bước này A. Giết, những người khác mặc dù khó chịu hắc sắc chiến giáp thanh niên thủ đoạn, nhưng giờ phút này cũng không có bất kỳ do dự nào, bọn họ biết rõ, hắc sắc chiến giáp thanh niên đại biểu thế nhưng là Nguyệt Thiên Hạo, không phải bọn họ có thể đắc tội. Tiêu Phàm con người từ những người này trên thân từng cái đảo qua, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, lại dọa đến những người kia thân thể run lên bần bật, dĩ nhiên không dám tiến lên. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, từng cái lộ ra vẻ hung ác, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Có thể liền là một sát na này thời gian, cho Tiêu Phàm cơ hội, hắn cũng đã đi tới hắc sắc chiến giáp thanh niên trước người, trường kiếm trực tiếp quán xuyên hắn thân thể. Cái kia hắc sắc chiến giáp, ở Tiêu Phàm một kiếm trước mặt, liền tựa như một tầng giấy mỏng một dạng. Đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ tới, cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử, dĩ nhiên có thể xông vào Mạc Thạch Thành bên trong giết người. Hơn nữa cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên, vẫn là Nguyệt Thiên Hạo người phát ngôn, chẳng lẽ hắn thật liền Nguyệt Thiên Hạo đều không sợ sao? Rất kinh ngạc muốn thuộc đám kia tình lữ trẻ tuổi, bọn họ trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem một màn này. Hắn không phải Thiên Vũ vực người sao? Tuổi trẻ nữ tử nhỏ giọng thầm thì nói. Thiên Vũ vực thế nhưng là yếu nhất một vực A, tiến vào bách sát chiến trường, có thể có cổ thần cảnh hậu kỳ cũng không tệ rồi, có thể nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, gia hỏa này chém giết cổ thần cảnh hậu kỳ, giống như chém rau chặt dưa đồng dạng đơn giản. Nghĩ đến bản thân trước đó đắc tội Tiêu Phàm, tuổi trẻ nữ tử lạnh cả tim, tràn đầy sợ hãi. Chúng ta nhìn lầm, tuổi trẻ nam tử cười khổ nói, Lan muội, người yên tâm, trước đó bọn họ không giết chúng ta, đã nói lên bọn họ không đặt ở trong lòng, hoặc có lẽ là, chúng ta liền bị hắn giết tư cách đều không có. Ta nói, ta có thể giết ngươi. Trên hư không, Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần bình tĩnh, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Thả ra đội trưởng, cái khác hắc sắc chiến giáp tu sĩ hét lớn, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Bất quá ai cũng không dám tới gần. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Hạo Nguyệt công tử người. Hắc sắc chiến giáp thanh niên kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Liên quan gì đến ta? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, lập tức một tay vặn lấy hắc sắc chiến giáp thanh niên cổ, từng bước một hướng về tường thành đi tới. Chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, trận pháp kết giới bỗng nhiên xuất hiện một đạo liệt phùng, phía dưới đoàn người nhìn thấy, toàn bộ đều kích động đến cực điểm. Huyết Vô Tuyệt, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ba người thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở trong trận pháp, trong lòng cũng ít nhiều có chút không bình tĩnh, Tiêu Phàm thực lực nhường bọn họ suy nghĩ không thấu. Đi, tiến nhanh đi, đoàn người có người kêu to một tiếng, nhao nhao hướng về hư không liệt phùng phóng đi. Nơi xa bóng đêm vô tận cũng đã sắp tới phụ cận, giờ phút này không đi vào, qua một lúc đều phải chết ở nơi này. Muốn vào thành, mỗi người một vạn trung phẩm thần thạch. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm bình thản thanh âm vang lên, nhưng những cái kia giống như xông vào thành trì người hơi hơi kinh ngạc. Một vạn trung phẩm thần thạch, Nguyệt gia người một ngày đều chỉ thu lấy 1.000 trung phẩm thần thạch, người dĩ nhiên mở miệng liền muốn một vạn, hắn so Nguyệt gia còn muốn hắc. Đoàn người sắc mặt khó coi thời khắc, bọn họ coi là Tiêu Phàm giết chết Nguyệt gia người, sẽ thả bọn họ đi vào, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến,
Tiêu Phàm mở miệng liền muốn một vạn trung phẩm thần thạch. Các ngươi cảm thấy ta giống kẻ ba phải sao? Tiêu Phàm thần sắc hờ hững nói. Hắn xác thực không phải kẻ ba phải, tu luyện tới bây giờ, cũng đã không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Huống chi, trước đó phá vỡ trận pháp trước đó, phía dưới những người kia không giống châm chọc khiêu khích. Nếu như hắn Tiêu Phàm không phá nổi trận pháp, hoặc là chết ở Nguyệt gia người trong tay, những người này lại có ai sẽ đồng tình hắn? Một vạn trung phẩm thần thạch, đã là Tiêu Phàm khoan dung độ lượng, trên đời này, nhưng không có miễn phí cơm trưa. Chúng ta có ba người, đây là ba vạn trung phẩm. Nhìn thấy hậu phương bóng đêm vô tận cũng đã sắp đến, rốt cục có người nhìn không được, lấy ra một cái càn khôn giới hướng về cái kia lỗ hổng ném đi. Lôi Viên, người tới thu lấy thần thạch, người nào nếu dám xông, đem hắn ném ra bên ngoài. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy phía dưới nói. Là, công tử, Lôi Viên Vương hưng phấn gật gật đầu, đứng ở trận pháp lỗ hổng, cười nhìn xem phía dưới tu sĩ. Ta cũng không phải một cái bất cận nhân tình người, các ngươi yên tâm, một vạn trung phẩm thần thạch, có thể vĩnh cửu tiến vào Mặc Thạch Thành. Tiêu Phàm nhìn xem phía dưới lại bổ sung một câu. Đây là ta vào thành phí, một vạn trung phẩm thần thạch. Còn có ta, chúng ta hết thảy 6 người, nơi này 6 vạn trung phẩm thần thạch. Vĩnh cửu mới một vạn trung phẩm thần thạch, có lời. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, cũng không còn bất kỳ do dự nào, mỗi người giao ra một vạn trung phẩm liền tiến nhập thành trì. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút ngạc nhiên, ngoài miệng thầm nói, một vạn trung phẩm thần thạch, có vẻ như xác thực có chút tiện nghi a. Làm cửa thành người toàn bộ đều tiến vào trong thành thời khắc, Tiêu Phàm vội vàng chữa trị trận pháp lỗ hổng. Cùng lúc đó, cái kia bóng đêm vô tận cũng vừa lúc đi tới tường thành vị trí. Oanh, trận pháp quang mang một trận lắc lư, một cỗ đáng sợ hàn ý nháy mắt bao phủ toàn trường. Chốc lát thời gian, cả tòa Mặc Thạch Thành liền bao phủ ở trong hắc ám, trận pháp hà quang cũng giống như muốn bị hắc ám bao phủ, thật lâu mới ổn định lại. Ngay sau đó, một cỗ kiềm chế cảm giác quanh quẩn ở mỗi người trong lòng, cho người có chút không ngẩng đầu lên được. Bất quá, đoàn người lại là thở dài một hơi, rốt cục xem như dám ở hắc ám tiến đến trước đó tiến nhập trận pháp. Xuyên thấu qua trận pháp, đoàn người dường như nhìn thấy vô số nhỏ bé đồ vật từ đằng xa phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền để N8 người có chút tê cả ra đầu, bản năng hướng hậu phương thối lui. Đó là thứ gì? Có người run rẩy mở miệng, toàn thân hiện nổi da gà lên. Hình như là một loại côn trùng, lại có người sợ hãi nói ra, liền thanh âm đều đang phát run. Những người khác cũng không tốt gì, trong lòng 10 phần may mắn, còn tốt bản thân tiến nhập Mặc Thạch Thành, nếu không mà nói, đoán chừng sẽ bị những cái kia ác tâm côn trùng gặm liền cặn bã đều không còn sót lại. Cẩn thận xem xét, phát hiện những cái kia côn trùng cũng liền một thước 0,33m dài, cả người hiện lên hắc sắc, mọc ra 6 đầu hắc sắc đao túc. Lộ ra một cỗ lăng lệ sắc bén chi khí. Cũng liền một chút thời gian, vô cùng vô tận côn trùng liền đem Mặc Thạch Thành vây quanh ở bên trong, điên cuồng công kích. Cũng may Mặc Thạch Thành trận pháp cũng đầy đủ cường đại, những cái kia côn trùng căn bản không làm gì được mảy may, trong thành tu sĩ tạm thời xem như an toàn. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết phệ thiên ma nghĩ. Bạch ma nhìn chằm chằm bên ngoài vô cùng vô tận hắc sắc côn trùng, toàn thân lông dựng đứng. Lộ ra ngưng trọng. Phệ thiên ma nghĩ, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem bạch ma, tâm thần lại là ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm lên, mấy tức sau đó, Tiêu Phàm liền tìm được cùng phệ thiên ma nghĩ có quan hệ một chút tin tức. Phệ thiên ma nghĩ, dị ma cường đại chủng tộc một trong, nắm giữ vô địch nhục thân, phổ thông phệ thiên ma nghĩ nhục thân liền có thể so với cổ thần cảnh sơ kỳ, linh hồn công kích đối với hắn không có hiệu quả gì, chỉ có vật lý công kích có thể diệt sát. Hơn nữa, muốn giết chết phệ thiên ma nghĩ, nhất định phải đánh nát nó đầu, nếu không nó liền có thể thông qua thôn phệ huyết nhục đến khôi phục thương thế. Mặt khác, cũng là phệ thiên ma nghĩ đáng sợ nhất một chút, kia chính là đi đang thôn phệ đầy đủ huyết nhục sau đó, liền có thể nhanh chóng sinh sôi, sinh ra càng nhiều phệ thiên ma nghĩ. Đều là cổ thần cảnh, Tiêu Phàm trong lòng yên lặng, da đầu cũng có chút run lên. Trước đó còn có chút hoài nghi Lôi Viên Vương nói chuyện. Hiện tại hắn cũng đã hoàn toàn tin tưởng, những cái này phệ thiên ma nghĩ, cũng không phải bình thường kinh khủng. Đừng nói bọn họ, liền là thần vương cường giả đến,
đoán chừng cũng diệt không được bọn họ a. Đúng rồi, còn có một kiện sự tình không có làm. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào bị hắn nhấc lên nguyệt gia hắc sắc chiến giáp thanh niên phía trên. Đừng, đừng giết ta. Hắc sắc chiến giáp thanh niên cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lạnh ý, toàn thân run lẩy bẩy, một mùi nước tiểu lan tràn ra. Những người khác ánh mắt cũng lần nữa bị Tiêu Phàm hấp dẫn, lại là ai cũng không dám mở miệng cầu tình, dù là cái khác nguyệt gia người, cũng kinh khủng không thôi. Cơ hội đã cho ngươi, có thể ngươi không trân quý. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, căn bản liền không có bỏ qua cho hắc sắc chiến giáp thanh niên ý tứ. Đường đường cổ thần cảnh, dĩ nhiên dọa đến tè ra quần, thật mất mặt tộc mặt. Bạch ma ở một bên khinh bỉ nói. Ta chính là nguyệt gia người, giết ta, người cũng biết. Hắc sắc chiến giáp thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm sát tâm đang nồng, đành phải uy hiếp nói. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một câu, người trước đó không phải nói. Ta nếu có thể tiến đến, đem ngươi đầu làm cầu để đá sao? Ta, hắc sắc chiến giáp thanh niên muốn giải thích, nhưng mà nghênh đón hắn lại là Tiêu Phàm một cước, hung hăng đá vào hắn lồng ngực, cả người bỗng nhiên xuyên qua trận pháp, bao phủ ở trong hắc ám. A Hạo Thiên công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong bóng tối, truyền đến hắc sắc chiến giáp nam tử gào thét tiếng kêu thảm thiết. Đoàn người xuyên thấu qua trận pháp, lờ mờ có thể nhìn thấy, cự ly tường thành mấy trượng bên ngoài. Một đạo thân ảnh đang ở trong bóng tối giãy giụa, hắn trên người bò đầy hơn mấy chục chỉ phệ thiên ma nghĩ. Hắc sắc chiến giáp thanh niên dùng hết toàn lực vứt bỏ trên người mấy chục cái phệ thiên ma nghĩ, hướng về tường thành tới gần, có thể sau một khắc, lại có càng nhiều phệ thiên ma nghĩ nhào về phía hắn. Lòng vòng như vậy, cũng liền mấy hơi thở thời gian, hắc sắc chiến giáp nam tử liền hoàn toàn không thấy bóng dáng, liền thi thể đều bị gặm nuốt không còn một mảnh. Mấy trượng cự ly ở thời khắc này lại dường như trở thành vĩnh hằng. Tê nhìn thấy một màn này, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Hắc sắc chiến giáp thanh niên thế nhưng là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi a, thậm chí ngay cả 10 cái hô hấp đều không dừng lại, nếu là đổi lại bọn họ những cái này thấp giai tu vi, chẳng phải là chết càng nhanh. Tiêu Phàm lại sớm đã đoán được, hắn ánh mắt rơi vào cái kia gặm nuốt hắc sắc chiến giáp thanh niên phệ thiên ma nghĩ trên người. Lại là phát hiện nơi đó nhiều hơn mấy chục chỉ rất nhỏ phệ thiên ma nghĩ, mỗi một chỉ phệ thiên ma nghĩ, đều không kém đối cổ thần cảnh tiền kỳ. http://2.// chuyện Tiêu Phàm cũng không nhìn được hít một hơi lãnh khí, cái này phệ thiên ma nghĩ có vẻ như cũng quá kinh khủng, trong lòng của hắn cũng có chút nói thầm lên, cái này nho nhỏ trận pháp, đến cùng có thể hay không gánh vác được hàng ngàn hàng vạn phệ thiên ma nghĩ công kích. Bất quá có một chút nhường Tiêu Phàm thật bất ngờ. Kia chính là những cái này phệ thiên ma nghĩ một tới gần mặc thạch thành tường, lại sinh ra một loại sợ hãi. Cái này tường thành, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào dưới chân tường thành, cẩn thận cảm ứng một cái, Tiêu Phàm tức khắc phát hiện quỷ dị chỗ, cái này trong tường thành ẩn chứa tu la điện loại kia hắc sắc thạch đầu thành phần. Hắn rốt cục minh bạch, cũng không phải cái này trận pháp bảo vệ bọn họ, mà là trong tường thành cái kia màu đen thạch đầu thành phần trấn nhiếp phệ thiên ma nghĩ. Cái này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm tò mò, cái kia màu đen thạch đầu đến cùng là cái gì đâu. Tu La Điện bên trong có, Vô Trần Cung bên trong, liền cái này bách sát chiến trường bên trong đều có. Đúng rồi, Bạch Ma nói lần trước qua, vật này tựa như gọi cái gì hắc tinh nguyên thạch, nhìn đến, muốn hoành hành bách sát chiến trường, nhất định phải thu thập một chút hắc tinh nguyên thạch mới được. Tiêu Phàm trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào nguyệt gia những người kia trên người, đạm mạc nói các ngươi là tự mình tiến tới, hay là muốn ta tới mời. Tha mạng, chúng ta có mắt không tròng, mời các hạ giơ cao đánh khẽ. Nguyệt gia cái kia mười mấy người dọa đến nháy mắt quỳ nằm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, đầu không muốn sống đồng dạng điên cuồng đập trên mặt đất. Liền cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên đều không kiên trì được mấy hơi thở, bọn họ nếu là rời đi mặc thạch thành. Chỗ nào còn có sống sót cơ hội. Những người khác toàn bộ đều trầm mặc không nói, sợ đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này, cái kia cổ gia thanh bào trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói. Xem ra là muốn ta bản thân động thủ. Tiêu Phàm nhìn đều không nhìn thanh bào trung niên nam tử một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Siêu siêu, lời còn chưa dứt. Nguyệt gia cái kia mười mấy người bỗng nhiên hướng về thành trì bên trong bỏ chạy, tốc độ cực nhanh vô cùng. Đáng tiếc,
Tiêu Phàm lời nói đã xuất miệng, lại làm sao có thể nhường bọn họ chạy thoát đây, thân hình lóe lên, hư không phát ra phát hiện mấy đạo tàn ảnh, một thoáng thời gian, liền có mấy người bị oanh ra thành trì bên ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Ma, Huyết Vô Tuyệt cùng Lôi Viên Vương cũng đồng thời động thủ, trước đó đối Tiêu Phàm rút đao khiêu chiến mười mấy người, hoàn toàn bị đánh ra. Nhìn thấy một màn này, toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vẻn vẹn chốc lát, Nguyệt gia mười mấy người, hoàn toàn bị Tiêu Phàm một nhóm ném ra Mặc Thạch Thành, căn bản không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Một màn này, triệt để chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Bất quá Tiêu Phàm lại lơ đễnh, chính như chính hắn nói, hắn cũng không phải cái gì kẻ ba phải, những người này trước đó muốn giết hắn, hiện tại hắn trái lại giết bọn hắn, lại có làm sao không có thể đây. Các hạ, mọi người đều là nhân tộc, người lại tại sao hùng hổ dọa người đây? Cổ ra cái kia thanh bào trung niên nam tử sắc mặt không phải đẹp mắt. Bản thân thế nhưng là cổ ra khách khanh, có thể tiểu tử này, dĩ nhiên không coi ai ra gì, từ đầu đến cuối đều không mắt nhìn thẳng hắn một cái, loại này không nhìn cảm giác, nhưng hắn vô cùng khó chịu. Thoại âm rơi xuống, hắn sau lưng sáu người toàn bộ đều lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Đoàn người vội vàng hướng về bốn phía thối lui, để tránh tai bay vạ gió. Những người này khi kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực sau, chẳng những không có e ngại, ngược lại đối chọi tương đối, nghĩ đến thực lực cũng không yếu, bọn họ cũng không muốn tham dự vào. Hiện tại đến phiên các ngươi, Tiêu Phàm con người chậm rãi chuyển hướng cổ ra đám người nói, trong mắt sát quang lấp lóe. Đoàn người vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi hay sao, vừa mới đắc tội Nguyệt gia, hiện tại liền muốn đắc tội cổ gia. Phải biết, vô luận là Nguyệt gia vẫn là cổ gia, ở Vạn La đế vực, đều là thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại a, cũng liền Vạn La đế vực có thể ổn áp bọn họ một đầu. Làm sao, người còn muốn đem chúng ta oanh ra ngoài hay sao? Không đợi thanh bào trung niên nam tử mở miệng, bên cạnh hắn một cái váy đen nữ tử lại là cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Không phải muốn, mà là chuẩn bị làm như vậy. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, từng bước một hướng về mấy người đi đến. Huyết Vô Tuyệt, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ba cái thân hình lóe lên, nháy mắt ngăn cản mấy người đường đi, phối hợp mười phần ăn ý. Liền sợ ngươi không có thực lực này. Váy đen nữ tử mở miệng lần nữa, thần sắc càng ngày càng lạnh lùng lên. Qua một lúc sẽ để cho ngươi nhìn thấy. Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn thật không biết mấy người này nơi nào đến dũng khí, chẳng lẽ chỉ bằng bọn họ là cổ gia người sao? Các hạ, chúng ta đều là nhân tộc. Thanh bào trung niên nam tử nhíu mày một cái nói. Ba, bất quá lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng vang giòn cắt ngang, lại là Tiêu Phàm một bàn tay, trực tiếp phiến ở cái kia váy đen nữ tử trên người, váy đen nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, chạy ra khỏi trận pháp màn sáng. Bất thình lình biến cố, làm cho tất cả mọi người trợn to hai mắt. Ngươi, thanh bào trung niên nam tử phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, sát khí mãnh liệt nói, ngươi tốt nhất mở ra trận pháp, đem ta người cứu đi lên, đồng thời dập đầu nhận lầm, nếu không mà nói. Ồn ào, Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn nói nhảm, không chờ hắn nói xong, một đầu đại thủ trực tiếp quăng về phía thanh bào trung niên nam tử, một đạo đáng sợ trưởng cương quét ngang mà ra, hư không đều kém chút nổ tung. Thanh bào trung niên nam tử sắc mặt đại biến, không chút do dự một trưởng nghênh đón. Răng rác, một tiếng vang giòn. Thanh bào trung niên nam tử cánh tay bỗng nổ tung, toàn bộ cánh tay trực tiếp hóa thành xương máu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh, vừa mới thanh bào trung niên nam tử bộc phát khí thế, tuyệt đối là cổ thần cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Có thể cổ thần cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên không phải một cái cổ thần cảnh hậu kỳ đối thủ, thậm chí một quyền liền bị đánh bể cánh tay, dạng này thực lực, quá đáng sợ. À lúc này... Một tiếng hét thảm từ trận pháp bên ngoài truyền đến, lại là cái kia váy đen nữ tử tránh thoát phệ thiên ma nghĩ tàn sát, vọt tới trận pháp bên ngoài. Đáng tiếc, lấy nàng thực lực, căn bản không phá nổi trận pháp, vùng vẫy hai lần, lại bị hậu phương vọt tới phệ thiên ma nghĩ cắn xé. Cứu, cứu ta, váy đen nữ tử tê tâm liệt phế kêu thảm, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ chết ở nơi này. Nàng thế nhưng là cổ gia người a. Hơn nữa còn là hướng về phía đột phá thần vương cảnh cơ duyên đến, vậy mà ở tiến vào phiến khu vực này phía ngoài nhất liền chết. Cứu ngươi, những người khác nghe vậy,
không tự giác lùi ra phía sau một bước, những cái kia phệ thiên ma nghĩ nhường bọn họ tê cả ra đầu, ai dám đi lên cứu. Huống chi, bọn họ cũng không muốn đắc tội Tiêu Phàm, một khi xuất thủ cứu giúp, chẳng phải là tương đương với đắc tội Tiêu Phàm, đến lúc đó, Tiêu Phàm đoán chừng đồng dạng sẽ không tha thứ bọn họ. Cũng liền hai cái hô hấp thời gian, váy đen nữ tử liền bị phệ thiên ma nghĩ kéo vào vô tận hắc ám, sau đó không thấy bóng dáng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, váy đen nữ tử nhất định là chết đến không thể lại chết, hài cốt không còn. Tiểu tử, người đối nhân tộc xuất thủ, uổng làm nhân tộc. Thanh bào trung niên nam tử hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Uổng làm nhân tộc, Tiêu Phàm cười khẽ, tựa như nghe được trên đời này rất buồn cười cười nhạo đồng dạng, hí ngược nói, câu nói này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, ta lại còn coi làm chuyện như vậy. Nói đến đây, Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lẽo, băng lãnh sát khí nở rộ mà ra, có thể ngươi biết rõ ta vì sao muốn giết ngươi sao? Ta cùng với các hạ không oán không cừu. Thanh bào trung niên nam tử trầm giọng nói, ngươi lại là cùng ta không oán không cừu, nếu như cứng rắn là muốn nói một cái lý do, kia chính là ngươi để cho ta rất khó chịu. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Đám người khóe miệng giật một cái, chẳng lẽ gia hỏa này đối phó cổ gia người, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn khó chịu sao? Ở ngươi trong mắt, địa vị thấp kém run rế liền đáng chết, ở trong mắt ta, ta muốn người nào chết, người đó liền đáng chết. Tiêu Phàm đạm mạc bổ sung một câu, thanh bào trung niên nam tử sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đoàn người lúc đầu nghe được thanh bào trung niên nam tử mà nói, còn có chút đồng tình hắn, thậm chí khinh bỉ Tiêu Phàm. Có thể vừa mới cái kia bị Nguyệt gia người ngăn khuất ngoài thành 100 người tới lại là nháy mắt nhớ tới cổ gia người tiến vào trong thành lúc nói câu nói kia, các ngươi đám này địa vị thấp kém run rế, liền cam chịu số phận đi. Ở trong mắt hắn, thực lực nhỏ yếu, địa vị thấp kém người liền đáng chết. Vậy hắn hiện tại lại có tư cách gì nói nhân tộc đại nghĩa? Tiêu Phàm giết hắn, lại có làm sao không có thể? Huống hồ, ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn cũng liền giống như run rế. Ta thế nhưng là cổ gia vạn bảo các khách khanh, ngươi cần phải hiểu rõ. Thật lâu, thanh bào trung niên nam tử mới biệt xuất một câu, hắn một cái đồng bạn chết, còn có vừa mới một kích kia, nhưng hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nói xong, Tiêu Phàm thần sắc 10 phần bình tĩnh, nói xong, ngươi liền có thể đi chết. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chân đạp thái huyền thần du bộ, lắc mình một cái liền xuất hiện ở thanh bào nam tử trước người. Một kiếm trực tiếp quán xuyên hắn mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ khiến ở đây tất cả mọi người tuyệt vọng. Dạng này thực lực, đoán chừng đều có thể so với cổ vực thiên tài, thậm chí có thể cùng đế vực yêu nghiệt chống lại. Cổ gia cổ thần cảnh đỉnh phong, lại bị hắn một kiếm chém giết. Ngoan nhân A, trước đắc tội nguyệt gia, hiện tại lại diệt cổ gia người, cái này cũng không phải bình thường đáng sợ, không phải phong tử tên điên liền là thật có thực lực. Đoàn người hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn bị Tiêu Phàm thực lực chấn nhiếp đến. Cổ gia may mắn còn sống sót 4 người kia nơm nớp lo sợ, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nguyên lai còn là một cao giai thần dược sư, Tiêu Phàm trong tay vuốt vuốt một mai càn khôn giới, trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn. Công tử, những người này xử lý như thế nào? Tiêu Phàm còn không kịp nhìn kỹ cái kia càn khôn giới, Lôi Viên Vương thanh âm đột nhiên vang lên. Lạnh lùng nhìn xem cổ gia 4 người nói. Đem bọn họ ném ra bên ngoài. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng 4 người một cái, liền chuẩn bị hướng về bên tường thành duyên đi đến. Bất quá, hắn mới vừa đi ra một bước, lại đã ngừng lại thân hình. Cổ gia 4 người còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị tha bọn họ, nhưng mà chú định nhường bọn họ thất vọng rồi. Chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem trong thành mấy trăm nhân đạo. Đúng rồi, ở đây các vị, ngoại trừ vừa mới những cái kia. Một canh giờ bên trong nếu như không có giao ra một vạn trung phẩm thần thạch, toàn bộ đều cho ta ném ra bên ngoài. Không giao thần thạch, liền toàn bộ đều ném ra bên ngoài. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, nếu như trước đó, bọn họ còn sẽ chẳng thèm ngó tới, có thể cái này phong tử tên điên liền nguyệt gia cùng cổ gia người đều dám giết, còn có cái gì là hắn không dám làm đây. Bọn họ nếu là dám làm trái Tiêu Phàm ý tứ, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nếu là ban ngày cũng liền bình thường, không có những cái kia phệ thiên ma nghĩ, nhưng bây giờ, trong bóng tối những cái kia quái vật quá đáng sợ, liền cổ thần cảnh đỉnh phong đều có thể nghiền sát,
huống chi bọn họ đâu. Ngược lại là những cái kia muộn một chút tiến vào Mạc Thạch Thành bên trong tu sĩ, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ trước đó còn bởi vì bản thân nhiều giao 9.000 trung phẩm thần thạch không cam lòng. Nhưng bây giờ, những cái kia trước tiến vào thành trì người, ngược lại nhiều giao 1.000 trung phẩm thần thạch, loại kia không thăng bằng cảm giác nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta giao, đây là 1.000.000 trung phẩm thần thạch, ta cũng giao, còn có ta, một đám tu sĩ nơi nào còn dám do dự, toàn bộ đều nhao nhao nộp lên 1.000.000 trung phẩm thần thạch, không có người nào dám may mắn. 1.000.000 trung phẩm thần thạch có thể đổi lấy một cái mạng lại tính được cái gì đâu. Không ít nhân tâm bên trong không phục, thậm chí trong lòng đang tính toán lấy như thế nào đối phó Tiêu Phàm, những người này. Thần vương cảnh, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, mặt xám như cho, nhiều như vậy cổ thần cảnh phệ thiên ma nghĩ đã để bọn họ run sợ kinh hãi, hiện tại lại tới một cái thần vương cảnh. Giờ khắc này, một loại to lớn hoảng sợ quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng, bọn họ có thể không cho rằng mình là thần vương cảnh đối thủ. Kiến vương, Bạch Ma lách mình đi tới Tiêu Phàm trước người, thâm thúy con ngươi ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa. Chỉ thấy cự ly tường thành mấy trăm trượng bên ngoài phệ thiên ma nghĩ, đứng vững một cái 3 thước dài, cả người hiện lên ám kim sắc kiến hôi. Dài 3 thước thân thể, so với nhân loại có lẽ không tính cái gì, có thể ở cái kia đến hàng vạn mà tính bên trong phệ thiên ma nghĩ trong đám, lại là cực kỳ dễ thấy. Há lại nó trên người phát ra uy áp, nhưng ở đây tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng. Đây cũng là Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nguyên nhân, Mạc Thạch Thành trận pháp rất mạnh, có thể ngăn cản đại lượng cổ thần cảnh đồng thời công kích, nhưng nếu là thần vương cảnh, vậy coi như khó mà nói. Chỉ cần cái kia thần vương cảnh phệ thiên ma nghĩ xé ra một đạo lỗ hổng, liền sẽ có đại lượng phệ thiên ma nghĩ xông vào thành trì, đến lúc đó đoán chừng là một mảnh ngược lại đổ sát. Đương nhiên, Tiêu Phàm lo lắng nhất cũng không phải cái kia kiến vương thực lực, mà là kiến vương cùng với những cái khác phệ thiên ma nghĩ rõ ràng khác biệt, nó tựa như có thể suy nghĩ, có không thể khinh thường linh trí. Không có linh trí phệ thiên ma nghĩ lúc đầu liền đã 10 phần đáng sợ, hiện tại đến một cái nắm giữ linh trí thần vương cảnh phệ thiên ma nghĩ, chuyện kia có thể thì có chút phiền toái. Khó trách Bạch Ma đều thần sắc vô cùng ngưng trọng, cho dù là nó, đối mặt nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ, cũng không miễn có chút tê cả da đầu. Kiến vương, phệ thiên ma nghĩ kiến vương, làm sao có thể, đây chỉ là bách sát chiến trường ngoại vi a, xuất hiện phệ thiên ma nghĩ cũng đã không tầm thường. Làm sao còn sẽ xuất hiện kiến vương? Đây chính là thần vương cảnh a, chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở nơi này sao? Đoàn người toàn bộ đều hoảng loạn lên, toàn thân không ngừng run rẩy, mặt không huyết sắc. Bọn họ ít nhiều đều hiểu rõ bách sát chiến trường dị ma phân bố, phiến khu vực này, bình thường nhiều nhất cũng liền tồn tại cổ thần cảnh dị ma, mấy ngàn trên vạn năm đều không có thần vương cảnh dị ma xuất hiện. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, thần vương cảnh dị ma giết tới, bọn họ những người này lại nhiều, cũng không có khả năng là thần vương cảnh đối thủ a, huống chi còn có nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ đây. Xì xì phệ thiên ma nghĩ kiến vương đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, bén nhọn thanh âm vang vọng vân tiêu, tựa như xé mở vô tận đêm tối một dạng. Không tốt, nó đang ra lệnh tất cả phệ thiên ma nghĩ công thành. Bạch Ma sắc mặt đại biến. Tiêu Phàm cau mày, quả nhiên là không sợ quái vật nhiều, liền sợ quái vật có linh trí. Cái này kiến vương đại khái tu vi gì? Tiêu Phàm nhìn về phía Bạch Ma nói. Thần vương tiền kỳ, Bạch Ma không biết Tiêu Phàm là ý gì, chi tiết nói ra tiểu tử, ngươi không phải là muốn xông đi lên đối phó kiến vương a, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vọng động. Phệ thiên ma nghĩ nhục thân bá đạo, hơn nữa linh hồn công kích vô hiệu, chỉ có thể dựa vào nhục thân cùng chiến đấu, một khi lâm vào cái khác phệ thiên ma nghĩ vòng vây, cái kia tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Phệ thiên ma nghĩ chính là một loại cực kỳ đáng sợ quần thể dị ma, cho dù Bạch Ma gặp gỡ, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, không dám ngạnh bính. Cái kia hỏa diễm đây, Tiêu Phàm cũng đã từ tu la truyền thừa bên trong biết phệ thiên ma nghĩ đáng sợ, bất quá hắn cũng không có sợ sợ hãi nghĩ. Chỉ là hắn không nghĩ đến, bản thân suy nghĩ sự tình vẫn là phát sinh, đêm này cũng không thể như thế bình tĩnh đi qua. Hỏa diễm, Bạch Ma chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Gia hỏa này đoán chừng muốn dùng hỏa diễm đi đốt cháy phệ thiên ma nghĩ, trừ phi ngươi nắm giữ thần hỏa, nếu không không có khả năng thiêu chết cái kia kiến vương bất tử, đám này phệ thiên ma nghĩ, liền sẽ không thối lui.
Thần hỏa sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào Lôi Viên Vương trên người, đối mặt cái kia kiến vương, người có hay không nắm chắc. Lôi Viên Vương hẳn là miễn cưỡng cũng xem như thần vương cảnh tiền kỳ, chỉ là ở trong cổ giới bị Tiêu Phàm hút hết pháp tắc chi lực, cho nên không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái kia Tử Huyết Bức Vương cùng Thanh Long Vương cũng đồng dạng như thế, Tiêu Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng hiển nhiên còn không có cường đại đến thật nghiền sát thần vương hoàn cảnh bước. Trừ phi hắn có thể càng tiến một bước, đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, vậy hắn quả thật có khả năng cùng thần vương cảnh tiền kỳ khiêu chiến. Ngăn chặn cái kia kiến vương không có vấn đề, có thể những cái kia phệ thiên ma nghĩ, thực sự nhiều lắm. Lôi Viên Vương không khỏi rụt rụt cổ, nội tâm chỗ sâu có chút e ngại. Hắn ngay từ đầu rời đi cổ địa, đi tới phiến khu vực này, đã từng nghĩ tới phản loạn Tiêu Phàm rời đi. Nhưng là về sau, hắn vẫn là đè lại nội tâm xúc động, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu như bản thân một khi phản loạn, Tiêu Phàm thật có khả năng giết hắn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn nếu phản loạn, hắn tộc nhân khả năng liền nguy hiểm. Dù sao Tiêu Phàm hiện tại cũng không có đối với hắn bất lợi, cho nên Lôi Viên Vương cũng liền lưu lại. Tất nhiên như thế, vậy ngươi cũng đừng động thủ. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Lôi Viên Vương còn tưởng rằng Tiêu Phàm sinh khí, vội vàng chuẩn bị giải thích, bất quá lúc này Tiêu Phàm lại cho hắn truyền âm nói, qua một lúc ta xông đi lên, ngươi thay ta hộ pháp. Công tử, ngươi muốn xuống dưới. Lôi Viên Vương kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trực tiếp kêu đi ra, hắn bị Tiêu Phàm câu nói này dọa sợ. Tiêu Phàm chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi a, hắn nếu xông xuống dưới, có thể là nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ đối thủ sao? Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm xông xuống dưới, cùng tự sát không khác. Bất quá giờ phút này, ngược lại là không có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Phàm nếu là ngăn không được cái kia kiến vương, bọn họ cũng đồng dạng phải chết ở nơi này. Chẳng lẽ lưu ở nơi này chờ chết sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, xé mở một đạo lỗ hổng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn thật đi, đoàn người kinh ngạc vô cùng, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không biết trước mắt cái này hắc bào thanh niên danh tự, chỉ biết là hắn thực lực rất mạnh. Có thể thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng là nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ đối thủ a, huống chi hiện tại còn xuất hiện so với thần vương cảnh kiến vương đây. Xì xì phệ thiên ma nghĩ kiến vương nhìn thấy dĩ nhiên có người dám chủ động rời đi thành trì, tức khắc phát ra từng đợt bén nhọn tiếng hét lớn, ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm cử động không thể nghi ngờ là trần trụi gây hấn. Theo lấy kiến vương hiệu triệu, chói tai tiếng hét lớn từ tứ phía bát phương vang lên, toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy, lít nha lít nhít phệ thiên ma nghĩ, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Ở trong mắt chúng, Tiêu Phàm chỉ là mỹ vị huyết nhục. Không cần kiến vương hiệu triệu, bọn chúng cũng đồng dạng sẽ đi giết Tiêu Phàm, đem hắn gặm ăn không còn một mảnh. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ cảm giác toàn thân nổi lên vô số nổi da gà. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tiêu Phàm nháy mắt bị vô số phệ thiên ma nghĩ vây quanh, đoàn người cũng đã bắt không đến hắn thân ảnh. Liền chết, đoàn người yên lặng, tim mật phát lạnh, Tiêu Phàm thực lực bọn họ rất rõ ràng. Nhưng bây giờ liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, huống chi bọn họ đâu. Phốc phốc, cũng liền ở lúc này, từng đạo tử huyết sắc lợi mang từ cái kia phệ thiên ma nghĩ trong đám bắn ra, từng cái phệ thiên ma nghĩ, trực tiếp bị cái kia huyết sắc lợi mang cho xuyên thủng. Giờ khắc này, hư không dường như nháy mắt dừng lại đồng dạng, đoàn người ngây ngốc nhìn xem không chung, toàn bộ đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiêu Phàm cường hoành thực lực lần nữa triển lộ không thể nghi ngờ. Kẻ khác ở trước mặt phệ thiên ma nghĩ, cơ hồ chỉ có chạy trốn chỗ trống, có thể Tiêu Phàm, dĩ nhiên có thể phản sát, cái này khiến bọn họ như thế nào không kinh ngạc đây. Không đúng, ta nghe nói phệ thiên ma nghĩ chỉ cần không đánh nát đầu, sẽ không phải chết, hắn công kích chỉ là xuyên thủng bọn chúng thân thể mà thôi. Có người đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem không trung. Quả nhiên, sau một khắc, những cái kia bị huyết sắc lợi mang xuyên thủng phệ thiên ma nghĩ đột nhiên lại động. Trên người khí thế không giảm mảy may, ngược lại càng thêm tàn nhẫn. Thật giết không chết, Tiêu Phàm cũng nhíu mày.
Trước đó ở trong tu la truyền thừa tìm được phệ thiên ma nghĩ một chút đặc tính, nhưng hắn còn có chút không tin, nhưng bây giờ tự mình thử nghiệm một phen, hắn mới biết được, cái này phệ thiên ma nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Nơi xa kiến vương cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, một đôi hắc kim sắc con ngươi tràn đầy miệt thị ý. Ở hắn nhìn đến, cái này nhân tộc chỉ bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, bọn chúng bộ tộc này, căn bản là bất tử bất diệt. Lúc này, những cái kia phệ thiên ma nghĩ lần nữa xông tới, Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, chân đạp thái huyền thần du bộ không ngừng tránh né, hắn đang tìm kiếm phệ thiên ma nghĩ nhược điểm. Đáng tiếc tu la truyền thừa bên trong liên quan tới phệ thiên ma nghĩ tin tức không phải phi thường đầy đủ, nếu không mà nói, Tiêu Phàm cũng không cần bị động như thế. Chẳng lẽ cái này phệ thiên ma nghĩ thực sự là bất tử bất diệt sao? Chờ chút, bất tử bất diệt, Tiêu Phàm trầm ngâm nói, sau đó bỗng nhiên giật mình, tựa như nhớ tới cái gì, trước đó thần vô tâm mấy cái kia thuộc hạ không phải cũng giết không chết sao? Chẳng lẽ những cái này phệ thiên ma nghĩ, cũng cùng tu la tộc tu sĩ đồng dạng, nắm giữ bất tử thần thông? Lập tức Tiêu Phàm lại lắc lắc đầu, tu la tộc mấy cái kia tu sĩ là thật giết không chết, bởi vì mệnh cách không ở trên người. Dù là bị ép thành xương máu, cũng có thể trọng sinh. Nhưng cái này phệ thiên ma nghĩ lại khác biệt, bọn họ là có thể giết chết, chỉ cần đánh nát bọn chúng đầu là được rồi. Đầu, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, trong tay trường kiếm đột nhiên lăng không đâm ra, thân hình tăng tốc, một cái phệ thiên ma nghĩ bỗng nhiên bị hắn đâm trúng đầu, giống như xuyên đốt đồng dạng treo ở trên tu la kiếm. Phệ thiên ma nghĩ điên cuồng giãy giụa lấy, sáu con đao túc hướng về phía Tiêu Phàm dương nanh múa vuốt. Tiêu Phàm kiếm khí khẽ động, cái kia phệ thiên ma nghĩ đầu bỗng nổ tung, sau đó nó thân thể nhanh chóng cứng ngắc, hướng về mặt đất rơi xuống. Chết, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chỉ tu la truyền thừa phía trên ghi chép tin tức không phải giả, chỉ cần đánh nát phệ thiên ma nghĩ đầu, thật có thể giết chết bọn chúng. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là, tại sao phệ thiên ma nghĩ chỉ có đánh nát đầu mới có thể giết chết đây? Cũng liền ở Tiêu Phàm kinh ngạc thời khắc. Một đạo nhỏ bé tơ nhện theo tu la kiếm chậm rãi hướng về cánh tay hắn tràn ngập mà đến, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, muốn xua tan cái này tơ nhện. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu đột nhiên chấn động một cái, nháy mắt đem đạo kia tơ nhện hút vào thể nội, sau đó bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Bạch sắc thạch đầu chán phóng từng đạo bạch sắc vầng sáng, tựa như tại vì hấp thu đạo này huyền diệu năng lượng mà kích động. Cái này... Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Hắn vừa mới còn không có cẩn thận cảm ứng đạo kia tơ nhện, nhưng bây giờ hồi ức một cái, lại là phát hiện một kiện mười phần kỳ diệu sự tình, kia chính là cái kia tơ nhện cùng hắn đã từng hấp thu bạch ma cái kia chạm lam sắc mệnh thạch bên trong khí tức có mấy phần cùng loại. Mệnh ngoại chi khí, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng kích động đến cực điểm, hắn đã từng từ bạch ma trong miệng biết được mệnh ngoại chi khí. Chỉ là không biết mệnh ngoại chi khí có cái gì tác dụng. Nhưng là, hắn có thể nhất định là, loại này mệnh ngoại chi khí, có thể lớn mạnh bạch sắc thạch đầu, bằng vào điểm này, liền đầy đủ. Hắn cũng rốt cục biết rõ, tại sao những cái này phệ thiên ma nghĩ giết không chết, nghĩ đến liền là một sợi này mệnh ngoại chi khí có thể làm cho bọn chúng sống sót. Hơn nữa, một sợi này mệnh ngoại chi khí 89 phần 10 giấu ở phệ thiên ma nghĩ đầu, cho nên đánh nát phệ thiên ma nghĩ đầu. Liền có thể giết chết bọn chúng. Tiêu Phàm suy nghĩ nháy mắt lấy lại tinh thần, lần này, hắn không còn tránh né, mà là nhanh chóng xuất kích, chém giết một cái phệ thiên ma nghĩ, liền có thể lấy được một sợi mệnh ngoại chi khí, dạng này chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phốc phốc, từng đạo huyết sắc kiếm khí nở rộ, chuẩn xác không sai xuyên thủng những cái kia phệ thiên ma nghĩ đầu, tu la kiếm hấp thu một ao đại đế sát huyết sau đó, càng ngày càng lăng lệ kinh khủng. Cho dù phổ thông pháp bảo, đoán chừng cũng so không lên tu la kiếm. Theo lấy những cái kia phệ thiên ma nghĩ đầu nổ tung, từng đạo tơ nhện theo tu la kiếm tiến vào Tiêu Phàm thể nội, bạch sắc thạch đầu nở rộ quang hoa càng ngày càng sáng chói lên. Thật có thể, Tiêu Phàm trong lòng ngâm khẽ một tiếng, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ. Mặc thạch thành bên trong tu sĩ nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua cổ thần cảnh đỉnh phong bị phệ thiên ma nghĩ gặm nuốt không còn một mảnh, mà không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ, một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại chém giết phệ thiên ma nghĩ giống như chém rau chặt dưa đồng dạng đơn giản, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng.
hắn thật chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ. Người này là ai, dĩ nhiên như thế cường đại, đoán chừng là cái nào cổ vực siêu cấp thiên tài a, thậm chí có khả năng đến từ Vạn La đế vực. Có thể hay không là cái khác đế vực tu sĩ, nếu như là Vạn La đế vực người, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nghe nói qua a. Không có khả năng đến từ cái khác đế vực a, phiến khu vực này cự ly Vạn La đế vực vị trí cổ giới gần nhất, cái khác đế vực không có khả năng vòng qua cái kia mấy đại hung địa cái này chạy tới nơi này, huống hồ, giống hắn dạng này thiên tài, cũng không nên dừng lại ở ngoại vi khu vực. Đoàn người không khỏi bắt đầu suy đoán lên Tiêu Phàm thân phận, trong lòng lo lắng ngược lại là biến mất không ít, có Tiêu Phàm ở, bọn họ chỉ ít thấy được sống sót hy vọng. Tiêu Phàm trước đó gặp gỡ đám kia tuổi trẻ nam nữ, nghe được đám người nghị luận âm thanh, hai người ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Tiêu Phàm không phải đến từ cái gì cổ vực, càng không phải đến từ cái gì đế vực, mà là đến từ nhỏ yếu cơ hồ có thể bỏ qua không tính Thiên Vũ vực. Bất quá hai người trong lòng cũng đối Tiêu Phàm thân phận có chút hoài nghi, dựa theo lẽ thường tới nói, Thiên Vũ vực là không thể nào xuất hiện dạng này thiên tài nhân vật. Huyết Vô Tuyệt, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ba người cũng mười phần kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực, diệt sát Phệ Thiên Ma nghĩ. Dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay, đổi lại là bọn họ, ai cũng chưa hẳn có thể làm được một bước này. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là Tiêu Phàm đáng sợ thực lực cảm thấy chấn kinh, ở đây mỗi người, đều nhớ kỹ Tiêu Phàm hiện tại một chương này gương mặt. Tường thành bên ngoài, Tiêu Phàm xuất thủ càng ngày càng lăng lệ, càng lúc càng nhanh, hư không đâu đâu cũng có kiếm ảnh, những nơi đi qua, đều là Phệ Thiên Ma nghĩ thi thể. Vẻn vẹn chốc lát thời gian. Chết ở trong tay Tiêu Phàm Phệ Thiên Ma Nghĩ đếm không hết, bốn phía Phệ Thiên Ma Nghĩ đều biến vô cùng hoảng sợ, trong lúc nhất thời không dám tới gần Tiêu Phàm. Phệ Thiên Ma Nghĩ, không gì hơn cái này. Tiêu Phàm cầm kiếm đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn xem bốn phía Phệ Thiên Ma Nghĩ. Thể nội bạch sắc thạch đầu, so sánh trước đó, lại muốn tinh thuần không ít, loại kia mệnh ngoại chi khí tuy ít, nhưng góp gió thành bão, cũng là một cái kinh khủng số lượng. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, khóe miệng co quắp một trận, phóng tầm mắt nhân tộc Tam Thiên Vực, cổ thần cảnh bên trong ai dám không nhìn Phệ Thiên Ma Nghĩ, người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tiêu Phàm xem như trong đó một cái. Thiên Vũ Vực, có lẽ muốn quật khởi, cái kia đối tuổi trẻ nam nữ nhìn nhau, trong lòng cảm thán nói. Xì xì Kiến Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, tiếng rít mười phần chói tai, hóa thành kinh khủng sóng xung kích. Hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đến. Cùng lúc đó, nó thân hình lóe lên, lăng lệ móng vuốt giận vung mà xuống, thần vương cảnh Kiến Vương, rốt cục không nhịn được động thủ. Liền chờ ngươi, Tiêu Phàm nhìn thấy Kiến Vương đánh tới, cũng không có khẩn trương, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn, đây cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt chân chính thần vương cảnh cường giả. Hắn không chút do dự vận chuyển vô tận chiến thể, vô tận chiến huyết càng là sôi trào lên. Quanh thân càng là thiêu đốt lên kim sắc vô tận chi hỏa, cả người lộ ra siêu phàm nhập thánh, giống như thần linh. Đồng thời, trong tay hắn Tu La kiếm cũng chán phóng tử huyết sắc yêu dị quang mang, lộ ra một cỗ tà ý. Mắt thấy Kiến Vương sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm Tu La kiếm nhấc lên, một dải lụa xẹt qua hư không, trong phút chốc liền giáng lâm ở Kiến Vương trên người. Kiến Vương không thể lấy đi ngăn cản, quanh thân hiện lên hắc kim sắc quang mang, dựa vào bản thân nhục thân đi ngạnh kháng Tiêu Phàm một kích. Âm vang một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm kiếm quang trùng điệp chém ở Kiến Vương trên người, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, Kiến Vương thân thể vẻn vẹn chậm không ít, nó trên người lại là liền một cái ấn ký đều không có. Bậc này tầng thứ công kích, dĩ nhiên hoàn toàn vô dụng. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, phải biết, một kích này cũng đã đủ để chém giết bình thường phong hầu cường giả a. Đi đến hắn bây giờ dạng này cảnh giới, cho dù không có sử dụng thần thông, vậy cũng là uy lực tuyệt luân. Tiêu Phàm phiền toái, đoàn người cũng bị Kiến Vương cường đại cho khiếp sợ đến, cường hãn như Tiêu Phàm, dĩ nhiên dung chuyển không được Kiến Vương. Phốc, không chờ đám người lấy lại tinh thần, Kiến Vương công kích lần nữa tới gần, một cái đao túc chém về phía Tiêu Phàm, bị Tu La kiếm ngăn cản, mà mặt khác một cái đao túc, lại là rạch ra Tiêu Phàm vai trái, máu tươi bắn tung tóe. Nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, vừa mới một kích kia, cũng đã đủ để chém rụng hắn một cánh tay. Mạnh, đây là Tiêu Phàm đối Kiến Vương nhận biết, quả nhiên không hổ là thần vương cảnh dĩ ma, bậc này thực lực,
đừng nói ở bách sát chiến trường ngoại vi khu vực, liền là lại trung ương khu vực, đoán chừng đều tính được là cường đại tồn tại. Tiêu Phàm vai trái thương thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, điểm ấy thương thế còn không ảnh hưởng được hắn lực lượng phát huy. Bất quá, Kiến Vương thật không nghĩ qua cho Tiêu Phàm cơ hội, nó sáu đầu đao thúc đồng thời vũ động, lít nha lít nhít đao quang lấp lóe hư không, đây quả thực liền là thiên sinh đao khách. Tiêu Phàm chân đạp thái huyền thần du bộ, tốc độ thi triển đến cực hạn, nhìn xem có thể ngăn trở những cái kia đao mang, nhưng là tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần nhất thời thất thần, đao kia đủ liền đủ để trọng thương hắn, cứ tiếp như thế, Tiêu Phàm sớm muộn phải bị thua. Chỉ là Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ hơi kinh ngạc, cái này Kiến Vương tại sao không thi triển pháp tắc chi lực đây? Nó không phải thần vương cảnh sao? Nếu như thi triển pháp tắc chi lực mà nói, hắn Tiêu Phàm khả năng liền chưa hẳn có thể ngăn cản được. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lăng lệ quang mang, tựa như đang làm cái nào đó quyết định một dạng. Vừa vặn thử xem một chiêu kia uy lực, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng ngưng tiếng nói. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm quanh thân bỗng hiện ra vô tận hỏa diễm, kim sắc hỏa hải từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra, ngăn cách tứ phương, có thể rõ ràng nhìn thấy, kim sắc hỏa diễm còn kèm theo một loại chí tôn quý khí tử sắc. Nếu như không phải vì ẩn tàng thân phận, Tiêu Phàm đã sớm thi triển vô tận động thiên cùng thần thông ngự lực lượng. Thế nhưng là hắn tiến vào bách sát chiến trường, là chậm đã thiên vũ vực tiến đến, nếu là hắn bại lộ thân phận, khẳng định sẽ gặp người hoài nghi, đến lúc đó muốn đối mặt, khả năng liền không chỉ là thiên vũ vực. Còn có vạn la đế vực cấp dưới huyền nguyệt cổ vực chờ trên trăm vực, thậm chí còn có thể kinh động tu la tộc. Dù sao, liền huyền nguyệt cổ vực đều không có bách sát đế lệnh. Nhất định phải ỷ vào vạn la đế vực bách sát đế lệnh mới có thể tiến vào bách sát chiến trường, thậm chí ngay cả tu la tộc đều là như thế, có thể nghĩ bách sát đế lệnh quý giá trình độ. Cuồn cuộn vô tận chi hỏa che khuất bầu trời, đốt cháy hư không, dù là cách trận pháp, người trong mặc thạch thành cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận chi hỏa đáng sợ. Ở vô tận chi hỏa phần luyện phía dưới, hắc ám thương khung cũng bị chiếu sáng vô cùng, những cái kia bị vô tận chi hỏa thiêu đốt phệ thiên ma nghĩ phát ra từng đợt lốp bốp thanh âm. Ngay cả điên cuồng oanh sát Tiêu Phàm Kiến Vương, cũng lui về phía sau mấy bước, quanh thân chán phóng hắc kim sắc vầng sáng, ngăn cản vô tận chi hỏa phần luyện. Quả nhiên sợ lửa, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn trước đó cho rằng phệ thiên ma nghĩ sợ lửa, vẻn vẹn chỉ là một cái phỏng đoán mà thôi, không nghĩ đến lại là thật. Phệ thiên ma nghĩ đúng là tuyệt thế hung vật, có thể nói đến cùng, vẫn là một loại kiến hôi. Kiến hôi sợ lửa, đây là bản tính. Vô tận chi hỏa vừa ra, tất cả cổ thần cảnh cực kỳ phía dưới phệ thiên ma nghĩ, liền lại cũng không đến gần được Tiêu Phàm mảy may, từng đạo tơ nhện nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm thể nội bắn ra mà đi. Lúc này, bạch sắc thạch đầu quang mang hừng hực vô cùng, cả người biến càng ngày càng tinh khiết lên. Nếu như những cái này dị ma, đều nắm giữ loại này mệnh ngoại chi khí mà nói, vậy cái này lần tiến vào bách sát chiến trường. Thật đúng là không có đến không. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, mệnh ngoại chi khí, có thể làm cho bạch sắc thạch đầu hấp thu, thậm chí thuế biến, đây là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Thành trì, đoàn người nhìn thấy vô số phệ thiên ma nghĩ bị vô tận sau đó phần diệt, toàn bộ đều nới lỏng khẩu khí, nếu như Tiêu Phàm có thể dùng hỏa diễm khắc chế. Phệ thiên ma nghĩ danh xưng kim cương bất phôi chi khu, dĩ nhiên sợ lửa. Hơn nữa Tiêu Phàm tiểu tử này vậy mà còn nắm giữ một loại vô hạn tiếp cận thần hỏa cổ hỏa. Bạch ma lộ ra cổ quái, Tiêu Phàm mang cho hắn ngoài ý muốn thật sự là quá lớn. Ta làm sao cảm nhận được 10 phần nồng đậm mệnh ngoại chi khí đây? Chẳng lẽ là, đột nhiên, bạch ma ngắm nhìn hư không, trên mặt lộ ra kinh ngạc, khó trách phệ thiên ma nghĩ giết không chết, lần này lại tốt tiểu tử kia. Bạch ma nói không sai, lần này xác thực lại thích Tiêu Phàm. Cái kia mệnh ngoại chi khí, chính là bạch sắc thạch đầu tốt nhất thuốc bổ. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có tâm tư chú ý bạch sắc thạch đầu, mà là nhìn xem đối diện Kiến Vương, dù sao, vô tận chi hỏa đối với nó có thể không dùng. Đồng dạng, Kiến Vương cũng là hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, nhè răng trợn mắt, bén nhọn răng lóe ra hàn mang, khiếp người vô cùng, tựa như hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Lại đến, Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Kiến Vương, tựa như hắn mới là trong bóng tối vương giả. Xì xì, Kiến Vương phát ra một tiếng kêu to,
đứng thẳng lên, bốn cái đao thúc loạn vũ, từng đạo sắc bén cương phong lôi xé hư không, nhào về phía Tiêu Phàm. Cùng ta so tốc độ sao? Tiêu Phàm mười phần khinh thường, dưới chân hắn, đột nhiên lưu quang lóe lên, cửu tiêu đạp thiên hoa nháy mắt xuất hiện, hắn tốc độ trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Đồng thời, Tiêu Phàm xuất thủ càng lúc càng nhanh, tuy nhiên hắn chỉ có một thanh kiếm, nhưng hư không kiếm khí, dĩ nhiên không thể so với đao khí ít, thậm chí còn nhiều hơn. Đinh đinh đang đang, kịch liệt tiếng va chạm tiếp tục vang lên, có vô tận chi hỏa ngăn trở người vây quanh ánh mắt, Tiêu Phàm cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ. Tại hắn quanh thân, lại hiện lên một cái hắc sắc vòng xoáy sinh ra đáng sợ xé rách lực lượng, tựa như vô tận lợi nhận chém ở kiến vương trên người. Ken két mấy tiếng giòn vang truyền đến, lại là kiến vương cái kia cứng rắn vô cùng sắc ngoài, xuất hiện từng đạo liệt phùng. Hắn thắng, người trong Mặc Thạch Thành nghe được thanh âm này, nháy mắt nghĩ tới cái gì, rất nhiều người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ cần giết kiến vương, bọn họ liền có thể được cứu vớt, đám người tự nhiên khai tâm. Bất quá Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi, bởi vì kiến vương cái kia phá vỡ vỏ cứng, dĩ nhiên thời gian nháy mắt liền phục hồi như cũ. Nếu luận mỗi về khôi phục năng lực, cái này kiến vương có vẻ như cũng không yếu hơn hắn. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, thu hồi thần thông ngự, một kiếm đẩy lui kiến vương, thần sắc cũng biến ngưng trọng đến cực điểm. Cái này kiến vương, có vẻ như không dễ giết a, thật chẳng lẽ muốn bức ta sử dụng một chiêu kia. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Kiến vương thực lực và khôi phục năng lực, nhưng Tiêu Phàm không thể không thận trọng đối đãi. Dứt bỏ sử dụng pháp tắc chi lực bên ngoài, hắn chỉnh thể thực lực, không biết so Lôi Viên Vương cùng chết đi Tử Huyết Bức Vương, Thanh Long Vương cường đại gấp bao nhiêu lần. Cho dù hắn không sử dụng pháp tắc chi lực, thực lực cũng tuyệt đối là chân thật thần vương cảnh. Đây cũng là Tiêu Phàm lần thứ nhất chính diện cùng thần vương cường giả giao phong. Tư Kiến Vương huyết nha mài đến bén nhọn rung động, hiển nhiên là nó thật tức giận, nó đường đường thần vương, lại bị một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tu sĩ làm bị thương. Cái này khiến nó như thế nào không giận đây. Một thoáng thời gian, ở kiến vương sau lưng, đột nhiên hiện ra một đạo cao mấy trượng hắc ảnh cùng kiến vương bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là nó trên người khí thế, lại muốn cường đại gấp mấy lần. Đây là cái gì năng lực? Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, kiến vương vừa mới thực lực dĩ nhiên còn không phải mạnh nhất. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, kiến vương cũng đã nhào tới, cái kia cao mấy trượng hắc ảnh. Cũng đồng dạng huy động đao túc đánh tới. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, chân đạp thái huyền thần du bộ cực tốc lui lại, đồng thời chạm ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều đủ để nghiền sát cổ thần cảnh đỉnh phong. Có thể mấy kiếm này, lại nhìn xem ngăn trở kiến vương công kích, nhất là cái kia cao mấy trượng hắc sắc, trực tiếp vỡ nát Tiêu Phàm một kiếm, uy lực càng đáng sợ hơn. Cái này làm sao nhìn xem tựa như linh hồn thiên phú đây? Tiêu Phàm chậm chạp nói. Dị ma cũng nắm giữ linh hồn thiên phú, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm ngưng trọng lên, hắn đang do dự phải chăng triệu hồi ra thí thần, lấy thí thần năng lực, muốn đối phó cái kia màu đen hư ảnh, hẳn là không khó. Thế nhưng là, Tiêu Phàm tạm thời còn không nghĩ bại lộ thí thần tồn tại, đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 thần thú, nếu là bại lộ, đoán chừng sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không có lâm vào tuyệt địa. Căn bản không tất yếu bại lộ thí thần tồn tại. Thậm chí, Tiêu Phàm vì ẩn tàng thân phận, mới vừa rồi còn cố ý cải biến không tận chi hỏa hình thái, thần thông ngự thi triển lúc, cũng cố ý không nhường người nhìn thấy. Chỉ là, hắn không nghĩ đến là, thần thông ngự vậy mà đều nghiền sát không được kiến vương. Về phần thần thông chọc, Tiêu Phàm ngược lại là cũng muốn thi triển, có thể cái này kiến vương liên mệnh nghiên cứu đều không tồn tại, chỉ có một sợi mệnh ngoại chi khí. Thần thông chọc 89 phần 10 cũng không làm gì được nó. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ không muốn thử nghiệm, cũng không phải sợ không làm gì được kiến vương, mà là hủy không được kiến vương trong đầu cái kia một sợi mệnh ngoại chi khí. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm bị kiến vương áp chế tại hạ phong, cơ hồ chỉ có phòng thủ lực lượng, trên người vết thương cũng đang nhanh chóng gia tăng. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong lòng có chút không bình tĩnh, cái này kiến vương không biết là không thể thi triển pháp tắc lực lượng. Hay là cố ý không muốn bại lộ toàn bộ lực lượng, dĩ nhiên đến hiện tại cũng vẫn như cũ không có thi triển pháp tắc chi lực. Nghĩ tới cái này, hắn nội tâm vẫn có chút may mắn, nếu như cái kia kiến vương giờ phút này thi triển pháp tắc chi lực, uy lực có mạnh hơn mấy phần, hắn liền thất bại không thể nghi ngờ.
Tiêu Phàm nội tâm nhắc nhở bản thân, về sau nếu là gặp gỡ chân chính thần vương cảnh, vẫn là phải tất yếu cẩn thận một chút. Tư, Kiến Vương một tiếng gào thét, hai đầu đao túc hung hăng đâm vào Tiêu Phàm tu la kiếm, trực tiếp đem Tiêu Phàm đụng bay, giờ phút này Kiến Vương quá cường thế, tốc độ lực lượng đều tăng cường gấp hai lần do dự. Oanh một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm đập ầm ầm ở trên mặt đất, bốn phía phệ thiên ma nghĩ không muốn sống đồng dạng tuôn hướng Tiêu Phàm. Người này nguy rồi, đoàn người nhìn thấy, sắc mặt đại biến. Tiêu Phàm bại, kế tiếp có phải hay không liền phải đến phiên bọn họ đây? Rất nhiều người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt bầu trời đêm, bọn họ chỉ hy vọng ban đêm nhanh lên một chút đi, nhường ban ngày nhanh một chút đến. Chỉ cần ban ngày đến, phệ thiên ma nghĩ liền sẽ tự động thối lui, bọn họ cũng liền được cứu. Đáng tiếc, chú định nhường bọn họ thất vọng rồi. Hiện tại vào đêm cũng liền 6-7 cái canh giờ mà thôi, cự ly 12 canh giờ có thể còn có không ít thời gian đây. Nếu như Tiêu Phàm chết, Kiến Vương tuyệt đối còn có đầy đủ thời gian phá vỡ trận pháp, đem người ở đây giết được không còn một mảnh. Nghĩ tới cái này, một cỗ đại khủng hoảng tràn ngập ở Mặc Thạch Thành bên trong, rất nhiều người đang đợi tử vong đến. Công tử cẩn thận, Lôi Viên Vương kêu to một tiếng, chuẩn bị xuất thủ cứu Tiêu Phàm. Kỳ thật hắn cũng liền làm như vậy làm bộ dáng mà thôi, nhưng hắn thật đi cứu Tiêu Phàm, đoán chừng cũng không có lá gan này. Vừa mới Tiêu Phàm bại lộ thực lực, cũng đã không kém đối đại bộ phận bán bộ thần vương cường giả, nhưng hắn đều không phải Kiến Vương đối thủ, hắn Lôi Viên Vương đoán chừng cũng chưa hẳn được. Các ngươi không cần đi ra, hôm nay ta nhất định tự tay làm thịt hắn. Một tiếng quát như sấm từ phế tích bên trong truyền đến. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa mang theo vô tận chi hỏa đạp không mà lên. Đầy trời hỏa diễm đem bốn phía phệ thiên ma nghĩ đốt cháy sạch sẽ, thế như trẻ tre, trong chớp mắt liền đi tới Kiến Vương trước người. Thật nhanh, đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ, cũng bị Tiêu Phàm làm cho sợ hết hồn. Vạn trường hồng trần, cũng vừa lúc đó, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, ngay sau đó lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên hiện lên một vòng nhàn nhạt hồng sắc. Hướng về tứ phía bát phương bao phủ mở, chu vi mấy chục dặm bên trong hoàn toàn bị hồng quang bao phủ. Người trong Mặc Thạch Thành nhóm nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Ta làm sao cảm giác thời gian tĩnh chỉ? Không đúng, không phải thời gian tĩnh chỉ, mà là cảm giác thời gian trở nên chậm. Các ngươi nhìn, cái kia mấy con phệ thiên ma nghĩ, rõ ràng chậm không ít. Đây là cái gì thần thông, trên đời làm sao có thể có như thế biến thái thần thông? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời gian thần thông? Thế nhưng là cái này cùng cổ tịch phía trên ghi chép khác biệt a, thời gian thần thông nhưng không có cái gì hồng quang. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin, nhưng một cái nào đó phiến không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Bọn họ có ít người xác thực đã đoán đúng, Tiêu Phàm thi triển liền là một loại thần thông, hơn nữa tên là Vạn Trượng Hồng Trần. Chính là lần trước luyện hóa mấy viên hắc sắc pháp tắc toái phiến sau đó lĩnh ngộ. Cái này thần thông, không có cường đại lực công kích, lại nắm giữ cực kỳ biến thái phụ trợ lực lượng. Một là cải biến vạn trượng không gian tốc độ thời gian trôi qua, trừ hắn Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác đi vào vạn trượng hồng trần khu vực, tốc độ thời gian trôi qua là nguyên lai gấp 2 lần. Đem so sánh bên ngoài mà nói, đồng dạng thời gian, ngoại giới tốc độ cũng liền nhanh gấp 2 lần. Cho nên nhìn qua bên trong người tốc độ để lại chậm không ít. Hai là có thể cho người sinh ra một loại ảo giác, trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế, dù là thần vương cường giả, cũng có thể để hắn đầu váng mắt hoa. Loại này thần thông, Tiêu Phàm vẫn luôn không sử dụng qua, nhưng tuyệt đối là to lớn phụ trợ thủ đoạn, phối hợp cái khác thần thông sử dụng, rất có lực sát thương. Đây cũng là Tiêu Phàm đem loại này thần thông mệnh danh là Vạn Trượng Hồng Trần nguyên nhân. Vừa vào hồng trần, mệnh không do mình, nhìn thấy cái kia thả chậm không gian, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đưa tay chính là một kiếm chém tới, kinh khủng túc sát kiếm khí lôi xé hư không. Bành bành bành, từng tiếng nổ vang vang vọng hắc ám bầu trời đêm, phàm là bị hồng quang bao phủ phệ thiên ma nghĩ nhao nhao nổ tung, cái kia mệnh ngoại chi khí, toàn bộ bị Tiêu Phàm rút ra. Tê đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng có chút phát run. Một kiếm, vẻn vẹn một kiếm. Vậy mà liền chém giết tính ra hàng trăm phệ thiên ma nghĩ. Phải biết, những cái này phệ thiên ma nghĩ, có thể trên cơ bản đều là cổ thần cảnh A, lại bị Tiêu Phàm một người chém giết. Chỉ là, cái này ở Tiêu Phàm nhìn đến,
vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, nếu như đã xuất thủ, tự nhiên muốn lấy lôi đỉnh chi thế diệt kiến vương. Phá, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, cả người nháy mắt cùng tu la kiếm hòa hợp cùng một chỗ, hướng về kiến vương đầu oanh sát mà đi, đáng sợ kiếm khí xông thẳng vân tiêu, liền thiên địa đều dường như tiếp nhận không được cỗ kia lăng lệ chi khí một dạng. Kiếm khí trùng thiên, xé nát hư không, trong chớp mắt liền đi tới kiến vương trước người, uy thế kinh thiên. Kiến vương chúng Tiêu Phàm vạn trượng hồng trần thần thông, đang lâm vào một loại huyễn cảnh, cảm nhận được cỗ kia lăng lệ kiếm đạo khí tức, nó bỗng nhiên kinh tỉnh lại. Chỉ là, dù là nó tỉnh lại, có thể nó tốc độ cũng rất chậm, liền Tiêu Phàm một nửa cũng chưa tới, muốn phản kháng đều không có quá nhiều giá trị. Một tiếng nổ vang, kiếm khí xuyên qua mà ra, trực tiếp xuyên thủng kiến vương đầu, tu la kiếm cũng thật sâu lâm vào kiến vương trong đầu, điên cuồng rút ra kiến vương huyết dịch cùng mệnh ngoại chi khí. Bất quá quỷ dị là, kiến vương dĩ nhiên không có chí mạng, cái kia sáu đầu đao túc càng là hóa thành sáu chuôi thiên đao hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém mà đến. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, rút ra tu la kiếm, liền nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, hiểm mà lại hiểm tránh thoát kiến vương công kích. Dĩ nhiên không chết, đoàn người cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này, không phải nói, chỉ cần đánh nát phệ thiên ma nghĩ đầu, liền có thể giết nó sao? Có thể trước mắt phệ thiên ma nghĩ kiến vương là chuyện gì xảy ra, vậy mà không chết. Tiêu Phàm cũng nghĩ không rõ, bất quá trong lòng của hắn nghĩ tới một loại khả năng khác, kia chính là kiến vương chí mạng điểm, khả năng cũng đã rời đi địa phương, không phải ở trên đầu. Những cái này đều không trọng yếu, chỉ cần hút hết nó mệnh ngoại chi khí, nó khẳng định sống không được. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Thừa dịp vạn trượng hồng trần thần thông vẫn như cũ còn ảnh hưởng kiến vương, hắn lại tiếp tục xuất thủ, rút ra kiến vương thể nội mệnh ngoại chi khí. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này kiến vương thật đúng là không phải bình thường ương ngạnh, nó thể nội mệnh ngoại chi khí, so những cái kia cổ thần cảnh phệ thiên ma nghĩ, không biết muốn bàng bạc gấp bao nhiêu lần. Chí ít, Tiêu Phàm đã thương nặng hắn tầm 10 lần, đồng thời điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, đều không có hoàn toàn rút sạch nó mệnh ngoại chi khí. Tư kiến vương ngửa mặt lên trời nộ khiếu, không dám tiếp tục cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, cho nó một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Muốn chạy, Tiêu Phàm lãnh tiếu một tiếng, nếu như đã xuất thủ, như vậy làm sao có thể nhường phệ thiên ma nghĩ kiến vương đào tẩu đây? Người nào biết rõ những cái này dị ma còn có hay không đồng loại, nếu có mà nói, lần sau gặp gỡ, khả năng liền không chỉ là một cái kiến vương, mà là vô số con. Vạn trượng hồng trần, Tiêu Phàm lần nữa thi triển thần thông lực lượng, bao phủ kiến vương. Tuy nhiên hắn cũng đã thu hồi cửu tiêu đạp thiên hoa, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ có thể tùy tiện nghiền sát kiến vương. Một kiếm lại một kiếm từ Tiêu Phàm trong tay nở rộ mà ra, kiến vương trên người xuất hiện một đạo lại một vết thương. Tiêu Phàm mặc dù không biết kiến vương nhược điểm chí mạng ở nơi đó, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần rút sạch kiến vương mệnh ngoại chi khí, liền khẳng định có thể giết chết nó. Quả nhiên, theo lấy mệnh ngoại chi khí biến mất, kiến vương khí thế càng ngày càng yếu. Nó trên người vỏ cứng sức phòng ngự cũng đang không ngừng giảm xuống. Tiêu Phàm cũng đã thấy được giết chết kiến vương hy vọng, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ. T, đây chính là kiến vương A, tương đương với thần vương cảnh cường giả, lại bị hắn đè lên đánh. Người này rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ yên lặng vô danh đây, lấy cổ thần cảnh hậu kỳ nghiền sát thần vương cảnh cường giả, phóng tầm mắt nhân tộc cùng tuổi một đời, cũng không có mấy người A. Trận chiến này sau đó, người này uy danh, tất nhiên vang vọng bách sát chiến trường, thậm chí vang vọng nhân tộc Tam Thiên Vực. Có vẻ như, chúng ta còn không biết hắn gọi cái gì đâu. Đoàn người hoàn toàn bị Tiêu Phàm thực lực khiếp sợ đến, đây quả thực quá biến thái, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cổ thần cảnh hậu kỳ cũng có thể đối chiến thần vương cảnh cường giả. Tiểu tử này danh giới cuối cùng rốt cuộc là bao nhiêu? Bạch Ma nhỏ giọng thì thầm. Tiêu Phàm mang cho hắn kinh ngạc rất nhiều rất nhiều. Lấy sư đệ năng lực, đừng nói giết chết một cái kiến vương, liền là diệt kiến đế, ta cũng không cảm thấy cực nhanh. Huyết Vô Tuyệt cười lắc lắc đầu, hắn sớm đã bị Tiêu Phàm sáng tạo kỳ tích chết lặng. Công tử thật mạnh, Lôi Viên Vương rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, trong lòng của hắn may mắn bản thân không có đào tẩu, bằng không không chỉ hắn phải xui xẻo, liền hắn tộc nhân cũng đồng dạng phải xui xẻo.
Hiện tại hắn chỉ biết là, Tử Huyết Bức Vương cùng Thanh Long Vương hai cái chết không oan. Thành trì bên ngoài, Kiến Vương ngửa mặt lên trời nộ khiếu, tiếng kêu bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nó chưa từng nghĩ tới, bản thân rốt cuộc lại bị nhân tộc tu sĩ nghiền ép một ngày. Phải biết, bao nhiêu vạn năm đến nay, đều là bọn chúng Phệ Thiên Ma nghĩ nghiền sát nhân tộc tu sĩ a. Mảnh này chiến trường, vốn liền là bọn họ sân nhà, nhất là ở đêm tối. Nhưng bây giờ, kết quả hoàn toàn tương phản, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua Kiến Vương nhận biết, chủ yếu nhất là, trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, vậy mà còn có thể rút ra mạng hắn bên ngoài chi khí. Diệt, Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, Tu La kiếm huyết quang nở rộ, vô cùng vô tận huyết sắc kiếm khí trực tiếp đem Kiến Vương sinh sinh xé rách mà ra, hắc sắc xương máu huy sái trường không. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia màu đen xương máu lại bắt đầu tụ tập. Hư không càng là có một bộ mấy trượng lớn kiến hôi hư ảnh. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thật vất vả đem Phệ Thiên Ma nghĩ diệt sát, lại làm sao có thể để hắn phục hồi như cũ đây. Chỉ thấy khẽ run lên, một đạo kiếm khí vòng xoáy phù hiện, điên cuồng rảo sát lấy cái kia một đám mưa máu, xương máu, còn có một cái thuận thời châm vòng xoáy, nhanh chóng rút ra cái kia màu đen trong huyết phụ lực lượng. Thần thông ngự. Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ, thần thông ngự rút ra cái kia mệnh ngoại chi khí, tốc độ cực kỳ đáng sợ, vẻn vẹn mấy tức thời gian, Tiêu Phàm liền không cảm ứng được đoàn kia trong huyết phụ mệnh ngoại chi khí. Đồng thời, thể nội bạch sắc thạch đầu lại là bạch quang hừng hực, biến càng ngày càng trong suốt lên. Tiêu Phàm đình chỉ xuất thủ, lặng lặng nhìn xem đoàn kia hắc sắc xương máu, bên trong vẫn như cũ còn có bàng bạc sinh cơ tồn tại. Thật mạnh sinh mệnh lực. Tiêu Phàm trong lòng ngưng trọng, Phệ Thiên Ma nghĩ trong nhục thể sinh mệnh lực vượt quá hắn tưởng tượng, hắn gặp qua sinh linh, cũng chỉ có trường sinh thú có thể cùng nó so sánh. Đưa tay vung lên, một cái vòng xoáy đem đoàn kia hắc sắc xương máu thôn phệ không còn một mảnh, hư không cái gì đều không lưu lại. Cho dù là chết rồi, Tiêu Phàm cũng không dám bỏ mặc Phệ Thiên Ma nghĩ nhục thân tồn tại, một phần vạn hắn có cái gì biện pháp lần nữa sống sót đây. Chết! Đoàn người nhìn thấy nơi xa một màn, trong lòng không hiểu rung động, Tiêu Phàm thực lực, triệt để chấn nhiếp đến ở đây tất cả mọi người. Xì xì Kiến Vương bị giết, cái khác Phệ Thiên Ma nghĩ tức khắc bốn phía xuyên loạn lên, giống như thủy triều, hướng về chân trời dũng mãnh lao tới. Xì xì Kiến Vương bị giết, cái khác Phệ Thiên Ma nghĩ tức khắc bốn phía xuyên loạn lên, giống như thủy triều, hướng về chân trời dũng mãnh lao tới. Tiêu Phàm không có truy sát. Chỉ là hủy diệt khoảng cách tương đối gần những cái kia Phệ Thiên Ma nghĩ, dù sao, mệnh ngoại chi khí thế nhưng là đồ tốt. Nhìn thấy Phệ Thiên Ma nghĩ thối lui, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có chút bất an, những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ, lại là vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây. Cũng liền ở Tiêu Phàm giết chết Phệ Thiên Ma nghĩ Kiến Vương một sát na kia, bóng đêm vô tận, một tiếng gầm thét vang vọng thiên khung, nhân tộc run rế, giết ta phân thân. Bản vương định để ngươi sống không bằng chết. Thật lâu, cỗ kiệu oán khí lúc này mới chậm rãi tán đi, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, tốt một cái Tu La tộc, dĩ nhiên dụ dỗ bản vương phân thân đi đối phó tòa kia tiểu thành nhân tộc. Nếu để cho Tiêu Phàm nghe được, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, hắn giết chết Kiến Vương, dĩ nhiên chỉ là phân thân, chẳng phải là nói còn có càng cường đại Kiến Vương bản thể. Hơn nữa, cái kia Kiến Vương phân thân hay là bị Tu La tộc dụ dỗ? Chẳng lẽ là Tu La tộc nhân đang tính toán tất cả mọi người sao? Từ giờ trở đi, những cái kia thành trì bản vương một tòa diệt. Khắc nghiệt thanh âm quanh quẩn ở hư không, lạnh lẽo sát khí xông thẳng vân tiêu. Bóng tối kia cuối cùng, ẩn ẩn hiện ra vô số hắc ảnh, che khuất bầu trời tuôn ra mà đến. Trời rốt cục sáng lên, Mặc Thạch thành tu sĩ nhìn thấy cái kia bóng đêm vô tận chậm rãi thối lui, toàn bộ đều sôi trào, đêm này, đối đám người tới nói. Hoàn toàn liền là dày vò. Cũng may Tiêu Phàm diệt sát Kiến Vương sau đó, Phệ Thiên Ma nghĩ thối lui, bọn họ lúc này mới có thể thở dốc. Giờ phút này cự ly Tiêu Phàm giết chết Kiến Vương, đánh lui Phệ Thiên Ma nghĩ dị ma, đã qua mấy cái canh giờ, chân trời cũng đã có chút trắng bệch. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ở trên tường thành nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng chậm chậm mở ra hai mắt, ngắm nhìn tường thành phía dưới. Ở ánh nắng chiếu xuống. Những cái kia Phệ Thiên Ma nghĩ hài cốt dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi phát huy, hóa thành từng tia hắc sắc phụ khí tiêu tán ở trong không khí. Tường thành phía trên hộ thành trận pháp,
cũng tự động thối lui, Huyết Vô Tuyệt mấy người lách mình đi tới Tiêu Phàm bên người. Sư đệ, ta lưu ở nơi này, các ngươi lên đường chạy tới Bách Sát chiến trường chỗ sâu a, qua một đoạn thời gian, ta lại theo đi lên. Huyết Vô Tuyệt mở miệng nói, Nguyệt gia cùng Cổ gia người có thể sẽ tìm đến phiền phức, người có thể chịu nổi. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Huyết Vô Tuyệt nói, cũng không có vấn đề. Huyết Vô Tuyệt suy nghĩ một chút nói, không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Tiêu Phàm ngược lại là ngoài ý muốn Huyết Vô Tuyệt tự tin, đột nhiên thần sắc nghiêm lại nói, kỳ thật, ta lo lắng nhất không phải Nguyệt gia cùng Cổ gia, mà là cái kia Phệ Thiên Ma Nghĩ, ta luôn cảm giác Phệ Thiên Ma Nghĩ đột kích không đơn giản. Yên tâm đi, cho dù gặp gỡ thần vương cảnh, ta cũng có tự vệ thủ đoạn. Huyết Vô Tuyệt cười cười nói, ta Tu La Điện tiến vào Bách Sát chiến trường, cũng không thể bởi vì những người khác duyên cớ, mà kéo lại ngươi bước chân, ta ở trong này tiếp ứng bọn họ là được rồi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhưng hắn lưu ở nơi này, chờ đợi Ảnh Phong bọn họ đến ngược lại là không có vấn đề, nhưng mấu chốt là hắn không biết muốn chờ bao lâu. Hơn nữa, kéo thời gian càng lâu, Bách Sát chiến trường cơ duyên liền sẽ càng ngày càng ít, đây không phải Tiêu Phàm muốn. Lôi Viên, Tiêu Phàm đột nhiên lại nhìn về phía Lôi Viên Vương nói. Sư đệ, tin tưởng ta, Lôi Viên Vương cùng ngươi là được rồi, ta một người đào mệnh mà nói, càng nhanh. Huyết Vô Tuyệt cắt đứt Tiêu Phàm lời nói. Hắn biết rõ Tiêu Phàm là quan tâm hắn, có thể chính như hắn nói, nếu như đào mệnh mà nói, hắn một người càng có nắm chắc, dù là gặp gỡ là thần vương cường giả. Lôi Viên Vương nghe được Huyết Vô Tuyệt mà nói, trong lòng có chút khó chịu, hắn tốt xấu cũng xem như thần vương cảnh a, có thể ở Huyết Vô Tuyệt nhìn đến, lại là cái gì cũng sai, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Tốt, bất quá Tiêu Phàm lại là lựa chọn tin tưởng Huyết Vô Tuyệt, lách mình liền xuất hiện ở Bạch Ma trên lưng, chỉ một cái phương hướng nói, Tiểu Bạch, Tiểu Lôi, chúng ta đi. Bạch Ma gầm nhẹ một tiếng, phát tiết trong lòng khó chịu, bỗng nhiên hướng về chân trời lao đi. Đêm tối diệt hết, ban ngày đến, mặc dù Bách Sát chiến trường ban ngày vẫn như cũ 10 phần âm trầm, nhưng giờ phút này lại là nhân tộc thiên hạ, dị ma bình thường đều biết giấu ở hắc ám âm trầm địa phương. Nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, thần sắc kiên định nói, sư đệ, người yên tâm, Tu La Điện dĩ nhiên tất nhiên sẽ trở thành người to lớn nhất trợ lực. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, ở Bạch Ma dẫn đầu dưới. Bọn họ rất nhanh liền đi sâu vào mấy ngàn dặm, lúc này mới ở một tòa trên đỉnh núi dừng lại. Bách Sát chiến trường so bọn họ tưởng tượng còn muốn rộng lớn, dựa theo địa đồ ghi chép, Bách Sát chiến trường trung ương địa vực, chí ít cũng tương đương với nhân tộc trăm vực lớn nhỏ. Cho dù là cổ thần cảnh cường giả, muốn chạy Bách Sát chiến trường, đoán chừng cũng phải mấy chục năm thời gian. Mà một khi vượt qua bọn họ vị trí khu vực, tiến vào cái khác địa vực, muốn đối mặt, có thể liền là những người khác tộc thiên tài. Bọn họ vị trí địa phương, chỉ là đông phương một cái nơi hẻo lánh mà thôi. Công tử, làm sao ngừng? Lôi Viên Vương nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không có để ý tới Lôi Viên Vương, ngược lại khóe miệng dương lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng nói, các vị, theo dõi lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Cái gì? Lôi Viên Vương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương. Đi lâu như vậy, hắn cũng không có phát hiện bản thân mấy người lại bị người theo dõi. Phải biết, hắn thế nhưng là thần vương cảnh a, liền hắn đều không phát hiện, Tiêu Phàm lại là như thế nào phát hiện. Thực sự là một nhóm tự tìm cái chết đồ vật, Bạch Ma hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một vệt sáng bỗng nhiên hướng về hậu phương giữa rừng núi rơi xuống. Oanh, cổ lâm nổ vang, bụi bặm đầy trời, mấy đạo thân ảnh từ cổ lâm bên trong vọt ra, máu me khắp người. Nhìn qua dị thường chật vật. Các hạ là ý gì, vì sao muốn làm tổn thương ta chờ? Trong đó một người lấy dũng khí nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. À, như thế nhìn đến, hay là chúng ta không đúng? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem những người kia, đừng nói cho ta, các ngươi là vừa lúc xuất hiện ở nơi này. Chúng ta vốn chính là một mực ở chỗ này, không có theo dõi các ngươi. Có hai người chăm miệng một lời. Mặt khác 4-5 người cũng nhẹ gật đầu. Từ Mặc Thạch Thành theo dõi đến nơi này, cũng không cảm thấy ngại nói không theo dõi chúng ta. Bạch Ma khịt mũi coi thường. Tiểu Lôi, giết a. Tiêu Phàm lười nhác cùng những người này nói nhảm, từ rời đi Mặc Thạch Thành thời điểm, hắn liền phát hiện những người này,
những người này đối với hắn không hỏng hảo ý, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không cần khách khí. Là, công tử, bị Tiêu Phàm xưng hô tiểu lôi, Lôi Viên Vương trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không có làm trái Tiêu Phàm mệnh lệnh. Lời còn chưa dứt, Lôi Viên Vương thân ảnh bắn ra, hóa thành một đạo chớp lóe giết ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. A một tiếng hét thảm truyền đến, có hai người trực tiếp bị Lôi Viên Vương một quyền đánh nát, xương máu tràn ngập hư không. Chúng ta là Nguyệt gia người, các ngươi dám giết chúng ta, Tam công tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong đó một người dọa gầm thét mà ra, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng của hắn liền hối hận. Phải biết, Tiêu Phàm có thể liền ba tháng thiên hạo nanh vuốt đều dám giết, huống chi bọn họ những cái này chó săn đây. Nếu như dùng Nguyệt gia người mấy chữ này liền có thể uy hiếp Tiêu Phàm lời nói, trước đó Nguyệt gia cùng Cổ gia người cũng liền đều không cần chết. Ầm ầm, lại là mấy tiếng nổ vang, Nguyệt gia mấy người toàn bộ tử vong, ở trước mặt Lôi Viên Vương, bọn họ căn bản liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, cơ hồ chỉ có bị đổ sát phần. Cái cuối cùng bị Lôi Viên Vương oanh sát người, bị giết trước đó giận dữ hét, Tam công tử ngay ở Đế Huyết Thành chờ ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Đế Huyết Thành sao, vừa vặn ta cũng chuẩn bị tiến về, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Về phần Nguyệt Thiên Hạo uy hiếp, hắn căn bản không có đặt ở trong lòng, Nguyệt gia cũng sớm đã là hắn địch nhân, hắn không giết Nguyệt Thiên Hạo, đoán chừng Nguyệt Thiên Hạo cũng sẽ giết hắn. Công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Lôi Viên Vương diệt Nguyệt gia những người kia, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm hỏi. Đế Huyết Thành, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, híp híp hai mắt nói. Lập tức mấy người tiếp tục xâm nhập bách sát chiến trường, hướng Đế Huyết Thành phương hướng tiến đến. Cũng liền ở Tiêu Phàm bọn họ rời đi mấy tức sau đó, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên từ một phương hướng khác đi ra, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy cầm đầu một người, khẳng định có thể nhận ra, chính là bị hắn rút đi Thần Vô Tâm. Thần tử, cái kia ra hỏa vậy mà còn không chết, chẳng lẽ liền như thế nhiều phệ thiên ma nghĩ đều giết không chết hắn. Trong đó một người ngữ khí ngưng trọng nói. Ở nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, tất cả mọi người mí mắt đều hơi hơi nhảy một cái. Tiêu Phàm sống sót, hiển nhiên vượt qua bọn họ ngoài ý muốn. Người này không thể khinh thường. Thần Vô Tâm trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thần tử, chúng ta cũng đã bỏ lỡ tốt nhất giết hắn cơ hội, nhìn hắn rời đi phương hướng, hẳn là Đế Huyết Thành, hắn giết Nguyệt gia người, có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, cũng sẽ có rất nhiều người tìm hắn phiền phức. Một cái khác Tu La tộc tu sĩ nói, vô luận hắn là ai, đều phải chết. Thần Vô Tâm lạnh giọng nói. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương, lạnh giọng nói, đám kia phệ thiên ma nghĩ tất nhiên vô dụng, cấp độ kia chúng ta nhận lấy quân công bài sau, lại đi giết một lần. Tiêu Phàm ba cái tốc độ cao nhất hướng Đế Huyết Thành tiến đến, trên đường cũng gặp được không ít tu sĩ, đại bộ phận người đều là bay về phía cùng một cái phương hướng, hiển nhiên đều là chạy tới Đế Huyết Thành. Nhiều người như vậy chạy tới Đế Huyết Thành làm cái gì, đêm tối không phải vừa mới đi qua sao? Bạch Ma nghi hoặc nhìn xem những bóng người kia nói. Tự nhiên là đi Đế Huyết Thành báo danh, nhận lấy quân công bài. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cái gì quân công bài? Bạch Ma nghi ngờ nói, đêm qua Tiêu Phàm đuổi đi Phệ Thiên Ma nghĩ sau đó, hắn liền tiến nhập trạng thái nhập định, căn bản không có tâm tư đi hiểu rõ bách sát chiến trường trò chơi quy tắc. Cái này ta biết rõ. Lôi Viên Vương chen lời nói. Đêm qua hắn thế nhưng là từ nhân loại tu sĩ chỗ nào hiểu được rất nhiều tin tức. Dừng một chút, Lôi Viên Vương lại nói, nhân tộc tiến vào nơi đây, lấy săn giết dị ma đem đổi lấy quân công, muốn ghi chép quân công, nhất định phải muốn quân công bài. Chỉ có tiến về bách sát chiến trường ngoại vi 81 tòa quân công thành, mới có thể nhận lấy quân công bài tính toán quân công, không có quân công bài, công tử trước giết chết những cái kia phệ thiên ma nghĩ quân công liền lãng phí. Những cái này quân công đoán chừng có thể đổi lấy không ít đồ vật. Người ý là, giết chết dị ma, có thể đổi lấy quân công giá trị. Bạch ma trên mặt lóe qua một tia cổ quái, nói, nhân tộc thật đúng là biết chơi a, dạng này đã có thể diệt sát dị ma, lại có thể nhận sơ giai tu sĩ ủng hộ. Không chỉ như thế đơn giản, ta nghe nói 64 phiến khu vực, chỉ cần có thể thu hoạch bách sát chiến trường quân công top 10, liền có thể lấy được một lần đại cơ duyên. Lôi Viên Vương lại nói, cơ duyên gì, Bạch Ma ngược lại là hơi kinh ngạc. Có thể là đột phá thần vương cơ duyên, cũng có thể là cái khác chân quý hơn. Không đợi Lôi Viên Vương mở miệng, Tiêu Phàm liền bổ sung một câu.
tiểu tử, vậy ngươi Tu La Điện chẳng phải là phát đạt, các ngươi thế nhưng là độc chiếm một mảnh khu vực a. Bạch Ma bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cái này cần trước lấy được cơ duyên kia lại nói, nếu không tất cả đều là uổng công. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nếu quả thật có cái này cái gọi là cơ duyên, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao, đây chính là có thể tăng tốc Tu La Điện phát triển a. Nếu là Tu La Điện có thể sinh ra thập đại thần vương, như vậy thì sợ gì thiên vũ vực đây? Ngươi nói không sai, bất quá nếu quả thật có cơ duyên này mà nói, ta hy vọng ngươi có thể liều mạng tranh đoạt một cái, về sau đối ngươi có chỗ tốt. Bạch Ma gật đầu nói, chỗ tốt gì, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Trong mắt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Ma lúc nào dĩ nhiên bắt đầu quan tâm bản thân đến. Cùng Bách Sát Đế lệnh có quan hệ, Bạch Ma không có làm nhiều giải thích, chỉ là nhắc nhở một cái Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, Bạch Ma không nói, phương diện này xác thực chính là hắn tốt, không cho hắn mơ tưởng xa vời, bất quá hắn cũng biết rõ, Bách Sát Đế lệnh, không chỉ là bước vào Bách Sát chiến trường như thế đơn giản, khẳng định còn có cái khác tác dụng. Đã từng Bạch Ma thế nhưng là nói qua, muốn chân chính dùng đến Bách Sát Đế lệnh, nhất định phải đột phá thần vương cảnh, nếu không căn bản không có tư cách đi dùng. Tiêu Phàm cũng không cưỡng cầu, thu liễm tâm thần, chìm vào vô trần bí điển lĩnh ngộ. Hắn muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, nhất định phải đến đại lượng pháp tắc toái phiến, không thì là không có khả năng, hiện trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên hắn thực lực đồ vật, cũng chỉ có vô trần bí điển. Tu luyện bên trong thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, mấy ngày thời gian chớp mắt liền đi qua, Bạch Ma lần nữa dừng thân lại, nói, đế huyết thành đến. Tiêu Phàm mở ra hai mắt, ngắm mục đích nhìn về nơi xa, một tòa nguy nga cổ nhạc tọa lạc ở chân trời, nhìn đầu hắn ra tóc nha, thế này sao lại là cái gì thành trì a, căn bản chính là một tòa ma nhạc a. Ma nhạc cao ngất như mây, không biết cao mấy ngàn trượng, dốc đứng thẳng tắp, một mảnh lờ mờ. Căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trên vách đá có từng đoàn hắc vụ quấn quanh. Từ ma nhạc biên giới, có mấy đầu sơn mạch nối tiếp, muốn đăng lâm ma nhạc, có thể mượn nhờ bốn phía sơn mạch đi lên. Địa phương khác lại là vân vụ lượn lờ, đều là đứt gãy dốc đá, lộ ra bàng bạc khí thế, dường như là sinh linh cấm khu một dạng. Tiêu Phàm gặp qua vô số thành trì, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống như vậy cổ thành. Đặc biệt lại cổ lão, liếc mắt nhìn một cái, trong lòng của hắn đều có một loại cảm giác áp bách. Cái này đế huyết thành, không phải là bị người dùng kiếm gọt ra đi. Lôi Viên Vương không khỏi cảm khái nói, hắn chưa từng gặp qua dạng này cổ thành, trong lòng chấn kinh không hiểu. Nơi đây hẳn là đã từng phát sinh qua tuyệt thế đại chiến, sơn băng địa liệt, về sau có người dứt khoát ở bên trên xây thành trì, có thể quan sát thiên địa. Bạch Ma nói ra bản thân trong lòng phỏng đoán. Đi thôi, trước vào thành lại nói. Tiêu Phàm ngược lại là không có quá nhiều rung động, đột phá cổ thần cảnh, hắn tâm cảnh cũng sớm đã có chút bất đồng. Thoại âm rơi xuống, hắn từ Bạch Ma trên người đạp không mà lên, lấy tốc độ cực nhanh lướt về phía đế huyết thành, vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, liền xuất hiện ở đế huyết thành bên ngoài. Vào thành, một vạn trung phẩm thần thạch, cửa thành hai cái người khoác chiến giáp tướng sĩ ngăn cản Tiêu Phàm người bọn họ hình. Đần độn phun ra một câu. Tiêu Phàm nhíu mày, cái này đế huyết thành chẳng lẽ lại bị người chiếm đoạt? Một vạn trung phẩm thần thạch, là một ngày vẫn là vĩnh cửu. Lôi Viên Vương trầm giọng hỏi, hắn không phải nguyện ý nộp lên ba vạn trung phẩm thần thạch. Một vạn trung phẩm thần thạch, người liền nghĩ vĩnh cửu đợi ở đế huyết thành. Trong đó một cái tướng sĩ khịt mũi coi thường, không thần thạch liền xéo đi, đừng chậm trễ ta thời gian. Lôi Viên Vương chỗ nào thụ được châm chọc khiêu khích, đang chuẩn bị nổi giận, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, tiểu Lôi A, nhìn đến chúng ta trước đó một vạn trung phẩm thần thạch thu tiện nghi. Ách Lôi Viên Vương không biết vì sao, từ đâu tới nhà quê, không thần thạch cũng đừng chặn đường, chó ngoan còn không chặn đường đây. Cũng liền ở lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng cười từ sau lưng truyền đến, lại là mấy cái tuổi trẻ nam nữ khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Cầm đầu là một cái kim sắc chiến bào thanh niên, trên người phát ra khí tức mười phần bất phàm, dĩ nhiên cổ thần cảnh đỉnh phong, những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ, xem xét liền biết rõ không phải đơn giản mặt hàng. Nhưng bọn họ đi vào trước, Tiêu Phàm cho Lôi Viên Vương một cái ánh mắt, đứng ở một bên. Một nhóm nhà quê,
mấy vạn trung phẩm thần thạch đều không bỏ ra nổi đến, cũng muốn tiến vào đế huyết thành. Cầm đầu cái kia kim sắc chiến bào thanh niên đi ngang qua Tiêu Phàm bọn họ bên cạnh thời khắc, đột nhiên ngừng lại, khinh thường nhìn về phía Tiêu Phàm ba cái nói. Gặp qua Kinh Vân công tử, hai cái kia tướng sĩ nhìn thấy kim sắc chiến bào thanh niên đi tới, vội vàng cong xuống thân thể, trong mắt đều là kính sợ. Cho ta nhìn xem bọn hắn, bọn họ mỗi người nếu là không xuất ra thập vạn trung phẩm thần thạch, cũng đừng làm cho bọn họ lẫn vào trong thành, nếu không bản công tử liền hướng các ngươi hỏi. Kim sắc chiến bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, Kinh Vân công tử yên tâm, chúng ta cam đoan không cho bọn họ vào thành. Hai cái tướng sĩ vội vàng đáp, dư quang quét về phía Tiêu Phàm bọn họ mấy người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thương hại. Bọn họ tựa như lại nói, vừa mới các ngươi tiến vào, mỗi người chỉ cần một vạn trung phẩm thần thạch là đủ rồi, nhưng bây giờ, liền muốn hoa gấp 10 lần thần thạch a. Ta có vẻ như cũng không có đắc tội các hạ a. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày không khỏi vặn trở thành chữ xuyên, trầm giọng hỏi. Cái này kim sắc chiến bào thanh niên, có vẻ như cũng quá khoa trương, chẳng phải vào một tòa thành chỉ a, có tất yếu làm khó bản thân sao? Lời này vừa nói ra, hai cái kia tướng sĩ cùng người chung quanh tức khắc thương hại nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một cái người chết một dạng. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng ta liền là nhìn Huyền Nguyệt cổ vực người khó chịu, ngươi có ý kiến gì không? Kim sắc chiến bào thanh niên ngừng thân hình, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm còn dám nói một chữ, hắn liền muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Huyền Nguyệt cổ vực, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ. Bản thân vừa mới đến đế huyết thành, cái này kim sắc chiến bào thanh niên lại là như thế nào nhìn ra mình là Huyền Nguyệt cổ vực cấp dưới địa vực đây? Chẳng lẽ là Huyền Nguyệt cổ vực người dài không giống? Vẫn là ăn mặc phục sức không giống? Kim sắc chiến bào thanh niên một nhóm khinh miệt quét Tiêu Phàm một cái, sau đó liền nghênh ngang hướng về nội thành đi đến. Chờ chờ, Tiêu Phàm tiến lên một bước kêu lên, ngăn ở trước mặt kim sắc chiến bào thanh niên. Một màn này, nhìn hai cái tướng sĩ hít một hơi lạnh, tiểu tử này tự tìm cái chết hay sao, dám ngăn lại Kinh Vân công tử đường đi. Bốn phía cái khác tu sĩ gặp được một màn này, cũng không nhịn được vây quanh tới, rất nhiều người nhận ra Kinh Vân công tử thân phận, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Người này thực sự là thật lớn lá gan, dĩ nhiên ngăn lại Tử Dương Kinh Vân đường đi, Tử Vân Kinh Vân thế nhưng là Vạn La đế vực quân công bảng xếp hạng đệ tứ 17 mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật a. Đoán chừng là trẻ con miệng còn hôi sữa a, liền cái này đám người vật cũng dám cản, không biết chữ chết viết như thế nào. Nhìn mấy người này phục sức, hình như là Huyền Nguyệt cổ vực cấp dưới thế lực người a, bọn họ chẳng lẽ không biết, Huyền Nguyệt cổ vực Nguyệt Thiên Hạo cùng cái này Tử Dương cổ vực Tử Dương Kinh Vân là đối thủ một mất một còn sao? Đoàn người xì xào bàn tán, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đối Tử Dương Kinh Vân kiêng dè. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đều nghe vào trong tai. Trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, cái này Tử Dương Kinh Vân, dĩ nhiên thực sự là dựa vào phục sức nhận ra bản thân là Huyền Nguyệt cổ vực người. Bất quá cẩn thận quan sát một cái, Tiêu Phàm phát hiện, Huyền Nguyệt cổ vực cùng Tử Dương Kinh Vân sở thuộc Tử Dương cổ vực phục sức xác thực có chút khác biệt. Mặt khác Tiêu Phàm hiếu kỳ là, lúc này mới mấy tháng thời gian, quân công bảng dĩ nhiên đã ra tới, hơn nữa trước mắt Tử Vân Kinh Long, vậy mà còn xếp ở đệ tứ 17 tên. Đối với quân công bảng, Tiêu Phàm cũng có hiểu rõ, mỗi cái tiến vào bách sát chiến trường người, đều có thể nhận lấy một khối quân công bài mỗi không giết chết một đầu dị ma, quân công bài liền sẽ tự động ghi chép quân công giá trị. Sau đó Vạn La đế vực cấp dưới tất cả đế vực tu sĩ, dựa theo quân công giá trị bao nhiêu hàng một cái bảng danh sách, tên là quân công bảng. Quân công bảng, ban đầu là dùng để khen ngợi nhân tộc tu sĩ diệt sát dị ma công lao, khiến người khác chiêm ngưỡng. Có thể theo lấy tuế nguyệt biến thiên, quân công bảng giá trị cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, ngoại trừ là vinh dự bảng danh sách bên ngoài, cũng đồng dạng là thực lực biểu tượng. Quân công trên bảng bài danh càng đến gần phía trước, tương đương với giết chết dị ma càng nhiều, từ một cái nào đó chút phương diện tới nói cũng đại biểu cho hắn thực lực càng mạnh. Phóng tầm mắt Vạn La đế vực, hết thảy có trên trăm địa vực, cái này Tử Dương Kinh Vân có thể ở quân công bảng bài danh đệ tứ 17. Đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Khó trách hắn như thế phách lối, cái này Tử Dương Kinh Vân, quả thật có phách lối vốn liếng. Tử Dương Kinh Vân nhìn thấy Tiêu Phàm dám ngăn lại hắn đường đi, còn người tức khắc cũng biến băng lạnh, ta chỉ nói ba câu nói,
đệ nhất, quỳ ở trước mặt ta. Đệ nhị, dập đầu nhận lầm. Đệ tam, lăn ra bản công tử ánh mắt. Thoại âm rơi xuống, Tử Dương Kinh Vân trên người chán phóng cường hoành khí tức, hướng về Tiêu Phàm nghiền sát mà tới, hắn con người biến dị thường băng lãnh. Lời này vừa nói ra, đoàn người toàn bộ đều nín thở ngưng thần lên, bọn họ biết rõ, trước mắt ba người này phải xui xẻo. Kẻ này dám đắc tội Tử Dương Kinh Vân, đơn giản liền là tự tìm cái chết a, bản thân chết cũng liền bình thường, vậy mà còn liên lụy cái kia một người một thú. Đoàn người một trận kinh hãi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghe được Tử Dương Kinh Vân mà nói, Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, ngược lại là Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương lại là phẫn nộ. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi lông còn chưa mọc đủ đây, cũng dám đi ra phách lối, tin hay không bản đế diệt ngươi. Bạch Ma hầm hầm giận dữ, dám nhục công tử, ngươi tìm chết sao? Lôi Viên Vương hừ lạnh một tiếng, một bước ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm mười phần ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Ma, Lôi Viên Vương bảo vệ cho hắn tại hắn trong dự liệu, nhưng hắn không nghĩ đến Bạch Ma cũng sẽ bảo vệ cho hắn. Bất quá nghĩ suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, hắn đem Bạch Ma xem như tọa kỵ, Bạch Ma vốn liền thấp hắn Tiêu Phàm một đầu. Mà Tử Dương Kinh Vân lại muốn cho hắn quỳ xuống nhận lầm, nếu như Tiêu Phàm thật muốn quỳ, chẳng phải là nói Bạch Ma cũng phải thấp Tử Dương Kinh Vân một đầu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này Bạch Ma thật đúng là muốn mặt mũi a, bất quá lại nói trở về, Bạch Ma tốt xấu đã từng cũng là đại đế, lại có thể dung người lăng nhục. Tiểu tử này bây giờ còn cười được, hẳn là phong tử tên điên. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, đoàn người kinh ngạc không thôi. Tử Dương Kinh Vân cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm tiếu dung là ở không nhìn hắn, thậm chí khinh thường hắn. Tự tìm cái chết tiểu tử, công tử cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý cũng liền bình thường, còn dám châm chọc khiêu khích. Không đợi Tử Dương Kinh Long mở miệng, bên cạnh hắn một cái hắc bào trung niên nam tử gầm thét một tiếng, một bàn tay hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bá đạo trưởng cương chấn động đến hư không run lên một cái, kinh khủng uy thế bao phủ cửa thành, đoàn người vừa lui lại lui. Tiểu tử này đoán chừng chết chắc, đoàn người như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Tử Dương Kinh Vân vô luận địa vị và thực lực, đều có thể nghiền sát một cái vô danh tiểu tử. Mắt thấy hắc bào trung niên nam tử trưởng cương sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, không ít người cũng đã không đành lòng nhắm lại hai mắt, nhưng càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Lan, cũng liền ở hắc bào trung niên nam tử trưởng cương tới gần Tiêu Phàm thời khắc, một tiếng gầm thét bỗng truyền ra. Lại là nhìn thấy đầu kia một trượng 3,33 mét, lớn nhỏ bạch sắc sư tử, một móng vuốt hung hăng giận vung mà xuống. Bành, hắc bào trung niên nam tử trưởng cương đột nhiên nổ nát vụn, hắn lồng ngực tức thì bị cái kia móng vuốt đánh trúng, không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt, cả người càng là bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở tường thành, không biết sống hay chết. Cái này, đoàn người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, ai cũng không ngờ tới, Tử Dương Kinh Vân người. Lại bị đầu kia sư tử một kích đánh bay. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến bất đồng, một đầu sủng vật liền như thế cường đại, vậy hắn tự thân lại là như thế nào kinh khủng đây? Tử Dương Kinh Vân cũng bị một màn này cho kinh động, đầu kia sư tử hiển lộ thực lực, vượt qua hắn ngoài ý muốn, bất quá hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại ha ha cười nói, tốt một đầu sủng vật, bản công tử muốn. Muốn ngươi tê liệt, Bạch Ma phẫn nộ đến cực điểm. Gầm thét một tiếng, tựa như nổi điên một dạng. Tiêu Phàm như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tử Dương Kinh Long, liền hắn đều không dám đem Bạch Ma xem như sủng vật. Đây chính là Bạch Ma thân làm đại đế tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng. Tiểu tử này dĩ nhiên trắng trợn muốn thu Bạch Ma làm sủng vật, Bạch Ma không giận mới là lạ chứ. Tự tìm cái chết, nhìn thấy Bạch Ma đánh tới, Tử Dương Kinh Vân không sợ, quát khẽ một tiếng, đồng dạng một trưởng hướng về Bạch Ma oanh sát mà đến. Thời gian nháy mắt, một người một thú trưởng cương cùng chảo cương kịch liệt đụng vào nhau, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tử Dương Kinh Vân liên tục lui về phía sau tầm 10 bước mới đứng vững thân hình. Trái lại Bạch Ma, lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, con người lạnh lẽo nhìn xem Tử Dương Kinh Vân, hận không thể đem hắn xé thành mảnh vỡ. Cũng liền ở Bạch Ma chuẩn bị tiếp tục xông đi lên thời điểm, lại bị Tiêu Phàm ngăn cản. Tiểu tử, người đừng cản ta. Bản đế muốn tiêu diệt hắn. Bạch Ma phát cuồng,
thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều không để trong mắt. Đoàn người trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì, cái này hắc bào thanh niên cùng cái này bạch sắc sư tử, chẳng lẽ không phải chủ tớ quan hệ hay sao? Giao cho ta, Tiêu Phàm vỗ vỗ bạch ma đầu, sau đó ngẩng đầu cười nhìn xem đối diện Tử Dương Kinh Vân nói, ta cũng chỉ nói ba câu nói. Đệ nhất, quỳ xuống trước mặt ta. Đệ nhị, dập đầu nhận lầm. Đệ tam, về sau đừng xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Tiêu Phàm đem Tử Dương Kinh Vân trước đó lời nói y nguyên trả trở về, lạnh lẽo lời nói quanh quẩn ở trong hư không, băng lãnh sát khí tập trung vào Tử Dương Kinh Vân. Đoàn người nghe được lời này, toàn bộ đều trợn to hai mắt, bọn họ không dám tin tưởng lời này là một cái vô danh tiểu tử cùng Tử Dương Kinh Vân nói. Nhìn cái này vô danh tiểu tử tư thế, giống như chỉ cần Tử Dương Kinh Vân không đáp ứng, hắn liền muốn động thủ một dạng. Cường thế, bá đạo. Những cái này từ nguyên bản thích hợp hình dung Tử Dương Kinh Vân, nhưng bây giờ, những cái này từ dùng để hình dung Tiêu Phàm không thể tốt hơn. Hắn Tiêu Phàm tự nhận là tiến vào đế huyết thành xem như tương đối đề điều, có thể cái này Tử Dương Kinh Vân dĩ nhiên khắp nơi tìm hắn phiền phức, Tiêu Phàm chỗ nào còn đã chịu. Nhiều năm như vậy đến nay, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Tiêu Phàm ở trước mặt người khác cường thế bá đạo, trước mắt gặp gỡ không có mắt đồ vật, Tiêu Phàm tự nhiên muốn hảo hảo giáo huấn một phen. Ngươi muốn cho bản công tử quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, Tử Dương Kinh Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tựa như nghe được trên đời rất buồn cười cười nhạo một dạng. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, nhưng công tử quỳ xuống nhận lầm, thật không biết ngươi từ đâu tới dũng khí. Trước đó công tử tâm tình tốt, không có giết ngươi, hiện tại ngươi dám vũ nhục công tử. Ngươi tuyệt đối sống bất quá hôm nay. Thậm chí, tính cả cùng ngươi có quan hệ người, đều phải chết. Tử Dương Kinh Vân người, cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả, toàn bộ đều âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Phàm, giống như đang nhìn một cái người chết. Chỉ cần Tử Dương Kinh Vân ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên. Đoàn người từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, cũng là thương hại nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này, là tới khôi hài sao. Tiểu tử, ta diệt bọn họ. Bạch ma tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ ngươi quá bất tranh khí bộ dáng. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh nhún nhún vai, kẻ khác cho là hắn đang nói đùa, có thể chính hắn lại biết rõ, không phải đang nói đùa. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh vây xem tu sĩ, cười tủm tỉm nói, các vị, ta muốn xin hỏi một vấn đề, nơi này có thể giết người sao? Nơi này có thể giết người sao? Đoàn người hơi hơi kinh ngạc. Tiểu tử này chẳng lẽ không phải đang nói đùa, hắn là thật dám giết người. Những cái kia giễu cợt Tiêu Phàm người, tiếng cười bỗng két két mà dừng, cho dù Tử Dương Kinh Vân bọn họ, cũng đình chỉ tiếu dung, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ là không dám hồi đáp ngươi vấn đề, ta đến trả lời ngươi. Tử Dương Kinh Vân tựa như cũng gặp được chơi vui sự tình, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm nói, đế huyết thành bên ngoài, có thể giết người. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc gật gật đầu, lại hỏi, cái kia đế huyết thành bên trong đây? Yên tâm, ngươi vào không được đế huyết thành. Tử Dương Kinh Vân khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, hơn nữa, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chôn xương đế huyết thành bên ngoài. Như thế, vậy ta liền yên tâm, ta sợ ngươi qua một lúc trốn vào đế huyết thành. Tiêu Phàm gật gật đầu, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Đoàn người càng ngày càng cảm giác sự tình không thích hợp, tiểu tử này quá bình tĩnh, biết rõ đối phương là Tử Dương Kinh Vân, hắn chẳng những không sợ, ngược lại thật động sát ý. Có lẽ, hắn là thật dám giết Tử Dương Kinh Vân. Chỉ là, muốn giết cùng có thể giết không phải một chuyện, Tử Dương Kinh Vân thực lực có thể không kém, mặc dù không phải cái kia sủng vật đối thủ, nhưng hắn nếu muốn đi, thần vương cảnh phía dưới, cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn được hắn. Trốn. Cho là có một đầu cường đại sủng vật, ngươi liền có thể giết ta. Cười nhạo, Tử Dương Kinh Vân ngông cuồng cười nói, lập tức thần sắc lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo sát ý từ trên người hắn nở rộ mà ra. Hai người các ngươi, cho ta đem cửa thành tắt, đừng để hắn trốn vào đế huyết thành, nếu là ở trong đế huyết thành giết hắn, thế nhưng là muốn chụp bản công tử 100 quân công trị. Tử Dương Kinh Vân nhìn hai cái kia tướng sĩ một cái, lập tức sát khí bừng bừng nói. Nội thành giết người, chỉ cần chụp 100 quân công trị là được rồi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, căn bản không có cần chết giác ngộ,
Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương lại là cổ quái nhìn xem Tử Dương Kinh Hồng, người nhà là thật muốn nhốt cửa thành. Qua một lúc chạy trốn thời điểm, cũng đừng đem bản thân gài bẫy. Ầm vang, theo lấy Tử Dương Kinh Vân ra lệnh một tiếng, cửa thành thật đóng lại, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Cái này Tử Dương Kinh Vân bối cảnh nhìn đến không thấp a, dĩ nhiên thật có thể mệnh lệnh hai cái kia tướng sĩ đem cửa thành tắt. Bất quá như vậy cũng tốt, bớt Tử Dương Kinh Vân thật chạy vào Đế Huyết Thành, đến lúc đó giết hắn có thể liền phiền toái, dù sao, hắn Tiêu Phàm còn không dẫn tới quân công bài, không có quân công chỉ có thể chụp đây. Tiểu tử, ngươi không phải muốn giết ta a, bản công tử cho ngươi cơ hội. Tử Dương Kinh Vân âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Phàm. Từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Cùng lúc đó, hắn phất phất tay, hắn mấy cái thuộc hạ nháy mắt đem Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương vây lại, không cho bọn họ xuất thủ cứu Tiêu Phàm. Chỉ là Tử Dương Kinh Vân không biết là, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương căn bản không cứu được Tiêu Phàm ý tứ, Tiêu Phàm có thể liền kiến vương đều có thể giết người chết, há lại sẽ sợ một cái cổ thần cảnh đỉnh phong. Ta hỏi lần nữa, nơi này có thể giết người sao? Tiêu Phàm nghiêm túc nói ra. Hắn cũng không muốn qua một lúc diệt Tử Dương Kinh Vân, Đế Huyết Thành người đến tìm hắn phiền phức, không cần nghĩ cũng biết rõ, Đế Huyết Thành bên trong khẳng định có thần vương cường giả tỏa chấn. Đoàn người như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này đều không có chết giác ngộ, còn đang hỏi có thể hay không giết người. Ta biết, tiểu tử này đoán chừng là hy vọng nơi này không thể giết người, Kinh Vân công tử cũng liền không dám giết hắn. Thực sự là buồn cười ý nghĩ. Đừng nói nơi này là Đế Huyết Thành bên ngoài, liền là ở trong Đế Huyết Thành, Kinh Vân công tử cũng liền lãng phí 100 quân công trị mà thôi. Tiểu tử này chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Đoàn người không kiêng nể gì cả nghị luận, không có một người xem trọng Tiêu Phàm. Nếu có Mạc Thạch Thành người ở chỗ này, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường, có lẽ cũng sẽ nhắc nhở Tử Dương Kinh Vân, dù sao bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm đem Phệ Thiên Ma Nghĩ đuổi đi. Đáng tiếc. Tiêu Phàm bọn họ ba cái lấy tốc độ cao nhất chạy đến Đế Huyết Thành, những người khác đoán chừng còn tại trên nửa đường đây. Vậy ta liền yên tâm, nghe được đoàn người nghị luận âm thanh, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, dưới chân đạp mạnh, thân thể bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở Tử Dương Kinh Vân trước người. Thật nhanh, đoàn người đều bị Tiêu Phàm tốc độ cho kinh động, cho dù Tử Dương Kinh Vân cũng giật nảy mình, bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như cực kỳ phong phú. Thân hình lóe lên, bàn tay hóa đao hướng về Tiêu Phàm phách trảm mà đến. A Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong lòng mặc niệm nói, vạn trường hồng trần. Một thoáng thời gian, một đạo hồng chỉ từ Tiêu Phàm trên người tràn ngập khắp nơi, nháy mắt bao phủ Tử Dương Kinh Vân, Tử Dương Kinh Vân tốc độ bỗng giảm bớt. Có thể lúc này, Tiêu Phàm lại là không có bỏ qua cơ hội, hung hăng một bàn tay cho rút ra ngoài. Ba, một tiếng vang giòn truyền ra. Ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, trực tiếp đem Tử Dương Kinh Vân một bàn tay đánh bay, trong miệng càng là phun ra mấy ngụm máu tươi, kẹp theo mấy khỏa răng máu. Làm sao sẽ, đoàn người toàn bộ đều trợn tròn mắt, bị đánh bay không phải là Tiêu Phàm A, làm sao sẽ là Tử Dương Kinh Vân? Rất nhiều người trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên vừa mới Tiêu Phàm lời nói, nơi này có thể giết người sao? Gia hỏa này không phải ở làm bộ hồ đồ, mà là hắn thật muốn biết. Giết Tử Dương Kinh Vân sau, có thể hay không có trừng phạt. Hiện tại hắn biết rõ không có trừng phạt, cũng liền không chút kiêng kỵ. Bảo hộ công tử, Tử Dương Kinh Vân bọn thuộc hạ cũng ý thức được không thích hợp, một tiếng quát như sấm, toàn bộ đều không muốn sống đồng dạng nhào tới. Có thể Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội đây. Hai người thân hình lóe lên, giống như chớp giật, ngăn cản cái kia 6-7 người đường đi. Hoảng sợ chi uy từ hai người trên người tản ra. Ngươi là ai? Tử Dương Kinh Vân bị Tiêu Phàm một bàn tay tung bay, trong lòng hít một hơi lạnh, một loại tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn là lần thứ nhất bị người tát một phát, nhưng lại dám giận không dám nói. Vừa mới hai người chính diện giao phong, hắn một kích bị thua, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn cũng không còn loại kia cao cao tại thượng bộ dáng, có chỉ còn lại sợ hãi. Quân công bảng đệ tứ 17, liền chỉ có dạng này thực lực, người cái này quân công trị đều là cướp tới sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Tử Dương Kinh Vân, khịt mũi coi thường nói. Tử Dương Kinh Vân phẫn nộ vô cùng, hắn biết rõ, bản thân lần này thật đá trúng thiết bản. Chỉ là hắn nghĩ không ra,
trước mắt người rõ ràng là Huyền Nguyệt Cổ Vực a, Huyền Nguyệt Cổ Vực thiên tài hắn đều nhận biết, ở trong ấn tượng của hắn, căn bản không có Tiêu Phàm lần này kêu thiên tài nhân vật a. Ta chính là Tử Dương Kinh Vân, ca của ta là Tử Dương Kinh Hồng. Nhìn thấy Tiêu Phàm chậm ung dung đi tới, Tử Dương Kinh Vân vội vàng nói ra. Cái này cùng ta muốn giết ngươi có quan hệ gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ánh mắt bên trong tràn đầy coi thường. Từ Tử Dương Kinh Vân muốn hắn quỳ xuống dập đầu nhận lầm thời điểm bắt đầu, ở trong mắt Tiêu Phàm, Tử Dương Kinh Vân đã là một cái người chết. Ở nơi này mạnh được yếu thua thế giới, hắn không giết người, người liền muốn giết hắn, nếu là chính hắn không bằng người, cũng đồng dạng phải chết, Tiêu Phàm xuất thủ căn bản không có bất kỳ do dự nào. Cái gì Tử Dương Kinh Hồng, cái gì Tử Dương Cổ Vực, cùng hắn Tiêu Phàm muốn giết Tử Dương Kinh Vân có gì liên quan? Ta muốn giết ngươi, đừng nói ca của ngươi, liền là ngươi tổ tông đến, đều vô dụng. Tê đoàn người nghe được lời này, rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ như thế nào nghe không ra, Tiêu Phàm căn bản không sợ cái gì Tử Dương Kinh Hồng. Tử Dương Kinh Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chậm rãi hướng cửa thành thối lui, quát to, nhanh, mở ra cửa thành. Hiện tại, hắn chỉ muốn trốn vào Đế Huyết Thành, vừa mới giao thủ, hắn bị Tiêu Phàm bại trong chớp mắt, cũng làm cho hắn ý thức đến Tiêu Phàm đáng sợ, đối phương tuyệt đối có đầy đủ thực lực giết hắn. Ai dám mở cửa thành, ta liền giết ai? Tiêu Phàm lạnh lùng quét cửa thành phương hướng một cái. Nguyên bản hai cái kia tướng sĩ đứng ở trong cửa thành, tùy thời chuẩn bị mở ra cửa thành, có thể nghe được Tiêu Phàm lời nói, bỗng nhiên run một cái, nhanh chóng hướng về trong thành bỏ chạy. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn xem Tử Dương Kinh Vân chết, hiển nhiên là chạy đi Đế Huyết Thành bên trong gọi người. Ngươi, ta thế nhưng là Tử Dương Cổ Vực Tử Dương gia tộc người, ngươi muốn giết ta, cần phải hiểu rõ. Tử Dương Kinh Vân giờ khắc này thật sợ hãi. Tiêu Phàm cái kia đen kịt con ngươi, nhưng hắn cảm nhận được tử vong sợ hãi. Vừa mới ta đã hỏi, nơi này có thể giết người, liền đầy đủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, đưa tay chính là một chưởng đánh ra, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía. Ầm ầm, đáng sợ uy áp bao phủ mà ra, hướng về Tử Dương Kinh Vân nghiền ép mà đi, hư không ầm ầm không dứt, thần lực ba động sôi trào bành trướng. Ngăn hắn lại cho ta. Tử Dương Kinh Vân cũng đã mất đi cùng Tiêu Phàm ngạnh kháng dũng khí, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Đế Huyết Thành cửa thành đóng, hắn là không thể nào từ nơi này tiến nhập, mà phía trên, lại là có trận pháp cách trở, muốn vượt qua tường thành đi qua, càng thêm không có khả năng. Hắn hiện tại duy nhất đường lui, liền là đào tẩu. Kinh Vân công tử trốn, đoàn người trợn tròn mắt, Tử Dương Kinh Vân biết bao cường đại, giờ phút này dĩ nhiên chạy trốn. Ngay sau đó, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, người kia là ai, làm sao lại như vậy cường đại. Muốn chạy trốn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, giống như một đầu khát máu dã thú, bỗng nhiên nhào tới. Tiêu Phàm tốc độ biết bao tấn mãnh, há lại Tử Dương Kinh Vân có thể so sánh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền ngăn cản Tử Dương Kinh Vân đường đi, một chỉ điểm nhẹ mà ra, một đạo kim quang từ hắn giữa ngón tay nở rộ. Nháy mắt chui vào Tử Dương Kinh Vân thể nội. Không đợi Tử Dương Kinh Vân phản kháng, Tiêu Phàm lại điểm đến mấy lần, Tử Dương Kinh Vân thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra. Tê đoàn người nhìn thấy, hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Tử Dương Kinh Vân bại, hơn nữa bại như thế triệt để. Đoàn người hoảng sợ, hoàn toàn bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Đây chính là Tử Dương Kinh Vân a. Thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có, liền bị cái này hắc bào thanh niên một chưởng đánh bay. Công tử, Tử Dương Kinh Vân cấp dưới nhìn thấy, toàn lực giải khai Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ngăn cản, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, có hai người lấy lui làm tiến, đi vòng hai người, hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, nhìn thấy hai người đánh tới, hai mắt quét ngang, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm. Hoành không quét qua mà ra. Phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, ở tất cả kinh hãi ánh mắt bên trong, hai người kia đầu bỗng bay lên, hai mắt trợn thật lớn, chỉ cảm giác cổ trở nên lạnh lẽo. Hai người vượt quá bản năng cúi đầu nhìn lại, lại là không có nhìn thấy bản thân thân thể, hậu phương, hai đạo cột máu từ hai người trên cổ phun ra, đem hư không đều nhuộm thành huyết sắc. Ta chết, đây là hai người trong đầu cái thứ nhất ý nghĩ. Có thể không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều,
chung quanh đột nhiên xuất hiện vô tận kiếm khí, đem hai người đầu lâu xoắn thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Gần như đồng thời, hai người thân thể cũng bị kiếm khí xé rách, hóa thành vô tận xương máu tràn ngập ở không trung. Giờ khắc này, khắp nơi im ắng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Mới vừa từ phế tích bên trong đứng dậy Tử Dương Kinh Vân vừa mới bắt gặp một màn này, con người kịch liệt co rụt lại, đây chính là hắn hai cái thực lực mạnh mẽ thủ hạ A, dĩ nhiên như vậy thì chết. Mạnh, không phải bình thường mạnh, người này rốt cuộc là người nào, vì sao sẽ như thế đáng sợ, Huyền Nguyệt cổ vực làm sao sẽ xuất hiện dạng này biến thái nhân vật. Mọi loại nghi hoặc xuất hiện ở Tử Dương Kinh Vân cùng đoàn người trong đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt và kính sợ. Tử Dương Kinh Vân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, co cẳng liền chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là hắn vừa mới bước ra một bước, thân thể bỗng cắm ngã trên mặt đất. Làm sao sẽ, thân thể ta? Tử Dương Kinh Vân lộ ra hoảng sợ, hắn phát hiện, bản thân dĩ nhiên điều động không được thần lực. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, sợ hãi nói, ngươi đối ta làm cái gì? Nguyên bản ta cho ngươi một cái cơ hội, đáng tiếc ngươi không có trân quý. Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi không hề bận tâm, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn dâng lên. Cơ hội, Tử Dương Kinh Vân nháy mắt nhớ tới trước đó Tiêu Phàm đối với hắn nói cái kia ba câu nói, đệ nhất, quỳ xuống trước mặt ta. Đệ nhị, dập đầu nhận lầm. Đệ tam, về sau đừng xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Ngay từ đầu, Tử Dương Kinh Vân coi là Tiêu Phàm đang nói đùa. Có thể chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm lại là nghiêm túc. Bất quá, Tử Dương Kinh Vân nghĩ đến Tiêu Phàm trên người mình động tay chân, hắn cũng nới lỏng khẩu khí, mặt âm trầm nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi không dám giết ta, nếu không ngươi cũng không cần ở trên người ta động tay chân, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lời này vừa nói ra, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương thần sắc cổ quái, tiểu tử này còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở cùng hắn nói đùa. Ngay cả Tiêu Phàm cũng thiếu chút cười ra, nghiền ngẫm nhìn xem Tử Dương Kinh Vân nói, ngươi cho rằng ta là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm hồng từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra, xông thẳng Tử Dương Kinh Vân mà đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dừng tay, lúc này, một tiếng quát như sấm từ Đế Huyết Thành bên trong truyền đến, ngay sau đó cửa thành mãnh liệt mở ra, mấy cỗ cường hoành khí tức hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Đại ca, cứu, Tử Dương Kinh Vân kêu to, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là lời còn chưa dứt, đạo kia kiếm hồng nháy mắt xuyên thủng Tử Dương Kinh Vân mi tâm, hắn cả người hoàn toàn ngốc trệ tại đó, con người chấn động một cái, tràn đầy hoảng hốt và không cam lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.